Nhìn cảnh thiếu trước hụt sau là biết ngay nhân quả đời trước thiếu đức bố thí. Người thiếu đức bố thí là người sống ích kỷ, bỏng sẻn, hẹp hòi, vân vân. Họ chỉ biết lo cho cá nhân của mình, muốn cho mọi thứ, mọi vật trên đời này đều dồn về cho mình. Chỉ một mình giàu có, còn ai nghèo khổ mặc kệ. Lòng tham muốn của con người giống như chiếc túi không đáy, đựng không bao giờ đầy. Vì thế, lòng ham muốn không bao giờ đạt được thỏa mãn. Vả lại, chúng ta ai cũng biết, ngoài lòng tham muốn của chúng ta còn có luật nhân quả. Nhưng luật nhân quả có cho phép chúng ta làm thỏa mãn lòng ham muốn đó không? Chắc là không. Vì lòng ham muốn của chúng ta là túi không đáy. Túi không đáy làm sao đầy được, phải không quý vị? Khi còn lòng dục tham muốn thì tâm tạo tác biết bao nhiêu là ác pháp. Do tạo tác các ác pháp nên phải trả những quả ác như ích kỷ, bỏng sẻn, tham lam, trộm cắp, lấy của không cho, thì trả quả phải bị thiên tai, sóng thần, bão tố, động đất, hỏa hoạn, lũ lụt, nước trôi, vân vân. Do sống trong ác pháp làm ra của cải tài sản, nên của cải tài sản ấy phải bị tiêu tan, mất trắng tay. Như vậy không bao giờ làm thỏa lòng ham muốn được. Lòng dục ham muốn càng cao thì lại càng nghèo đói hơn. Cho nên chúng ta phải biết xả lòng tham muốn. Xả lòng tham muốn tức là khi chúng ta có một cái gì để sống, liền đem chia sẻ cho người nghèo đói như mình. Một người đang nghèo đói, nhưng khi được những nhà từ thiện bố thí thực phẩm, liền san sẻ chia làm đôi, đem bố thí cho những người khác cùng trong cảnh ngộ như mình. Những người nghèo mà làm được những điều này, chắc chắn những người này sẽ giàu lòng yêu thương mình và yêu thương người. Nếu trên đời này ai thực hiện được như vậy là người giàu có nhất, giàu lòng yêu thương. Người giàu lòng yêu thương là người được đầy đủ hơn, cơm ăn áo mặc không còn thiếu nữa. Như vậy, đức hiếu sinh bố thí thật là tuyệt vời, luôn đem lại sự bình an cho mình và cho mọi người. Vì thế, làm người, chúng ta nên học hỏi và trau dồi rèn luyện đức hạnh này. Đức thứ tư, đức bố thí hiếu sinh, thân hành, khẩu hành. Hành động trên đây của một người mẹ nghèo san sẻ của bố thí cho người khác nghèo như mình. Trong khi cả gia đình mình đang đói khổ, mà dám phân chia sự sống của mình cho người khác, đó là một hành động bố thí trên bố thí. Những con người này biết buông xả bằng đức hiếu sinh, thương mình, thương người, như cụ Nguyễn Trãi đã dạy. Thương người như thể thương thân, thấy ai đói rét thì thương, rét thường cho mặc, đói thường cho ăn. Lời dạy trên đây là lời dạy chúng ta nên sống như đức hiếu sinh bố thí. Người có lòng bố thí giúp người thì không bao giờ đói khổ, cơm ăn áo mặc dư thừa. Đó là luật nhân quả. Nếu sống đức hạnh thì đức hạnh sẽ chuyển quả khổ thành quả yên vui. Theo quy luật nhân quả thì con người ai cũng có lòng tham dục, nhưng người nào có đức hiếu sinh từ trong lòng từ ái thì tâm tham dục của họ được làm giảm đi rất nhiều. Do đức hiếu sinh từ lòng ái mới biết thương người, thương mình. Vì có thương mình, thương người, nên thấy ai hoạn nạn bất hạnh thì sẵn lòng thương giúp đỡ. Giúp đỡ bằng công sức hay tiền của, cơm ăn áo mặc. Tất cả những hành động giúp người như vậy đều gọi là đức bố thí. Cho nên đức bố thí là phương cách thức
thể hiện lòng yêu thương. Khi thấy ai biết bố thí cho người khác là biết người ấy thương mình, thương người. Nhưng chính vì biết thương mình, thương người khác, đó mới thật sự thương mình. Còn cứ nghĩ thương mình mà cứ lo gom góp mọi thứ vào cho mình, còn ai khổ mặc kệ ai, ai đói cũng không cần biết tới. Do không cần biết đến cuộc sống của mọi người nên đã tự làm khổ mình, biến mình trở thành những con người vô đạo đức. Người ích kỷ bỏng sẻn, lúc nào cũng nơm nớp sợ mọi người sẽ trộm cắp, cướp lấy hay chiếm đoạt của cải tài sản của mình. Vì thế, người có của cải giàu sang cũng khổ. Khổ vì sợ hao mất tài sản, nên ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Khổ vì phải nghĩ ngợi trăm mưu ngàn kế để làm ra tiền của. Khổ vì phải sinh lòng gian tham, dối trá, lừa đảo trăm muôn vạn người để thu tóm danh lợi về một mình. Người giàu sang biết chia sẻ giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh trong xã hội thì của cải tài sản không bao giờ hết, không cần giữ gìn cũng không bao giờ mất mát. Vì nhân bố thí nên quả phải giàu sang. Còn người giàu sang mà tính tình bỏng sẻn ích kỷ, không dám bố thí cho ai một đồng một cắc, thì của cải sẽ không giữ gìn trọn vẹn. Tại sao vậy? Vì người giàu sang ích kỷ bỏng sẻn keo kiệt là người chưa xả lòng tham lam. Chưa xả lòng tham lam là nhân nghèo đói. Hiện giờ giàu sang nhưng không giữ gìn sự giàu sang được bền lâu đâu. Đến khi phước báo hết thì của cải sẽ theo con cái hư phá tán, ăn chơi bài bạc hoặc bệnh tật mà đi sạch, ruộng vườn cũng không còn, trở thành những người nghèo đói. Đây là một câu chuyện bố thí để nhắc nhở chúng ta, khi bố thí rồi thì không nên ân hận, không nên tiếc rẻ, dù chúng ta bị kẻ khác lừa đảo. Thà bị người lừa đảo còn hơn bỏ qua khi gặp một người có hoàn cảnh khó khăn hoặc có tai nạn, bệnh tật ngặt nghèo cần nên giúp đỡ. Tiền lẻ là tựa đề một câu chuyện xảy ra để nhắc nhở chúng ta lúc thực hiện đức hiếu sinh bố thí, để thân tâm được thanh thản, an lạc và vô sự. Khi đã bố thí giúp người rồi thì không nên hối tiếc dù bị người khác lừa đảo. Trong suy nghĩ của tôi, những người ăn xin luôn tự bịa ra những câu chuyện cực kỳ thuyết phục, đến nỗi bạn không thể biết được đâu là thật, đâu là giả. Sau vài lần bị mắc lừa, tôi thực sự bực mình, không phải vì mất mấy đồng tiền lẻ đó, mà vì tôi cảm thấy mình giống như một thằng ngốc vậy. Từ đó, tôi tự nhủ sẽ không bố thí cho ai một xu nào nữa. Ngày nào trên đường đi làm, tôi cũng ghé mua một tách cà phê cappuccino, và lần nào người ta cũng thối lại cho tôi vài đồng tiền lẻ. Hôm đó, khi tôi chuẩn bị cất những đồng tiền lẻ vào ví, thì có một người đàn ông tiến về phía tôi và nói: "Thưa ông, tôi đang trên đường đi về nhà thì xe bị hết xăng. Chiếc xe của tôi đậu cách đây 4 dãy nhà và có 2 đứa bé đang chờ tôi trong xe. Nếu có thể, ông làm ơn..." Nghe thế tôi bực mình lẩm bẩm: "Lại nữa." Nhưng rồi vẫn đưa ông ta 10 đô la. Tôi ngồi lại uống hết tách cà phê của mình rồi trở ra xe. Bỗng tôi thấy người đàn ông lúc nãy vội vàng chạy đến mỉm cười thật tươi: "Rất cảm ơn ông,
tôi đã đổ đủ xăng để về nhà và vẫn còn dư đây $2 để trả lại ông. Ngày mai tôi sẽ đến gửi trả $8 còn lại cho ông. Ở hàng phía sau, hai đứa bé con ông in mũi và tính kính xe, trao cho tôi nụ cười thường ngày. Cầm hai tờ bạc trong tay, tôi cảm thấy mình như là người có lỗi. Từ ngày đó trở đi, tôi không bao giờ còn cảm thấy phiền hà khi có ai đó nhờ giúp đỡ, và tôi cũng luôn cố hết sức để có thể chia sẻ cùng họ trong khó khăn. Theo Ngọc Thành, câu chuyện trên đây cũng là một câu chuyện nói đến tâm trạng chung của những ai có lòng thương người, biết bố thí, để chúng ta an tâm khi bố thí, chia sẻ với những ai gặp hoàn cảnh khó khăn, dù chúng ta có bị kẻ khác lừa đảo lường gạt. Mặc dù chúng ta có bị lường gạt, nhưng chúng ta đừng nên nghĩ mình bị lường gạt, mà nên nghĩ chúng ta đã giúp cho một người bất hạnh là đủ. Có một cậu sinh viên đến bệnh viện thăm người thân. Vừa đến bệnh viện thì có một người chạy ra xin tiền cậu. Cậu ơi, cậu hãy giúp cho tôi, cho con tôi 500 đồng để đóng tiền vào phòng cấp cứu. Nếu không thì con tôi phải chết. Không do dự, cậu sinh viên móc túi đưa cho bà ta 500 đồng. Bà ta cảm ơn rối rít và chạy vào bệnh viện. Lúc bấy giờ, có người nói với cậu sinh viên nọ: cậu bị gạt rồi, có đứa trẻ nào cấp cứu đâu. Cậu sinh viên trả lời: như vậy cháu rất mừng là không có đứa trẻ nào chết. Mục đích của cháu là cứu giúp cho trẻ em thoát chết, và bây giờ không có em bé nào chết là mục đích của cháu đã đạt được. Đó là nỗi vui mừng thật sự của cháu. Với tinh thần yêu thương bố thí là phải nghĩ đến sự cứu giúp người thoát khổ, chứ đừng nghĩ chúng ta bị người khác lừa gạt, mà hãy nghĩ rằng chúng ta giúp người thoát khổ là mình vui mừng. Cậu sinh viên này có một tri kiến hiếu sinh bố thí tuyệt vời, không bao giờ nghĩ rằng mình bị người khác lừa gạt, mà chỉ biết không có em bé nào chết là mãn nguyện. Với sự sống của em bé mới có giá trị lớn, còn 500 đồng của cậu sinh viên chỉ tượng trưng cho tình thương của cậu mà thôi. Lòng yêu thương bố thí cứu người thoát chết, thoát khổ là mục đích, nên khi biết người khác đang khổ là chúng ta giúp đỡ ngay liền, chứ không chần chờ, đắn đo, suy tư hơn thiệt, sợ bị lường gạt hay không bị lường gạt. Người khác lường gạt mình là vay nợ mình. Kiếp này không trả thì kiếp sau cũng phải trả. Luật nhân quả không ai trốn đâu cho khỏi. Vì thế, bất cứ thấy bất hạnh khổ đau thì nên sẵn sàng giúp đỡ với lòng thương yêu. Người gian xảo lường gạt không thể qua mắt được người có trí tuệ. Nhờ có trí tuệ và tình thương thì không ai dám lường gạt chúng ta được. Vì thế, chúng ta không sợ bị lường gạt. Nhưng khi đã bố thí xong thì chỉ biết giúp người thoát khổ, chứ không nên nghĩ mình bị lường gạt. Khi làm một việc từ thiện như bố thí tiền của hay công sức của mình, thì chúng ta nên tin rằng sẽ có những người được an ủi trong hoàn cảnh khổ, sẽ có những người thoát chết, thoát nạn, vân vân. Đó là mục đích của việc làm từ thiện bố thí do đức hiếu sinh. Đức hiếu sinh bố thí mới thực sự là làm việc từ thiện. Còn ngoài ra, làm việc từ thiện coi chừng mình sẽ lợi dụng danh từ từ thiện để làm một việc khác, một việc làm danh và lợi.
Cho nên quý vị phải nhớ, làm việc từ thiện phải xuất phát từ đức hiếu sinh. Đức thứ năm, đức hiếu sinh bố thí, cao thượng thân hành, khẩu hành. Đức hiếu sinh bố thí cao thượng là một hành động bố thí thân mạng mình để cứu người trong cơn hoạn nạn, vân vân, trong cảnh nghèo đói, nhưng lại biết san sẻ từng sự sống của mình cho người khác, thì đó là đức hiếu sinh bố thí cao thượng. Trong lúc đang nguy kịch, Hoàng Văn Trọng và một số bạn nam đã không ngần ngại lao ra dòng nước dữ, cứu các bạn nữ cùng lớp bị sóng cuốn, lúng cát. Có người may mắn thoát nạn, nhưng có người ra đi mãi mãi, để lại vô vàn thương tiếc của mọi người. Chúng ta hãy đọc bài Anh hùng nhỏ tuổi trên báo Thanh niên và Cuộc sống số 124 thứ Bảy 3 tháng 5 2008, tác giả Trương Quang Nam. Vào 14 giờ ngày 18 tháng 2 2007, em Hoàng Văn Trọng và một số bạn cùng lớp rủ nhau đi chơi Tết và chụp ảnh. Để có những tấm hình đẹp, các bạn cùng rủ nhau ra biển lấy vỏ sò, vỏ ốc kết lại và cùng tắm biển tại thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy Bắc. Nhưng sự việc đáng tiếc không may đã xảy ra. Một số bạn nữ trong lúc tắm bị sóng cuốn, lúng cát, hoảng loạn kêu cứu. Nghe tiếng các bạn kêu cứu, Hoàng Văn Trọng và một số bạn nam nhanh chóng lao về các bạn nữ gặp nạn. Sau một thời gian vật lộn với sóng lớn và cát lúng, Hoàng Văn Trọng đã cứu được một nữ vào bờ an toàn và tiếp tục quay ra để cứu tiếp các bạn khác. Nhưng vì đuối sức, lại thêm cát lúng và những đợt sóng lớn đã cướp đi sự sống khi em vừa mới 14 tuổi. Một tấm gương anh hùng tuổi nhỏ dám hy sinh bố thí thân mạng mình, cứu người trong khổ ải, thật đáng ca ngợi, khen tặng, anh hùng nhỏ tuổi mà gan dạ. Trước cảnh khổ của người khác, lúc bấy giờ, lòng thương yêu dâng lên cao độ, chúng ta quên mình nên mới dám xông pha vào sóng dữ, gió to để cứu người chết đuối, mới dám xông vào lửa bỏng, nước sôi để cứu người chết cháy. Hành động xông pha vào chỗ hiểm nguy cũng giống như những người lính xông vào trận mạc, vì muốn bảo vệ tổ quốc quê hương, vì thương yêu nòi giống nên xông pha vào trận mạc, dám hy sinh thân mạng trước lằn tên mũi đạn để cứu dân, cứu nước, thoát khỏi ách cai trị nô lệ của ngoại bang. Đó là những người dùng hạnh bố thí thân mạng cho tổ quốc quê hương mà lịch sử còn ghi danh mãi mãi muôn đời muôn kiếp. Trong bài học trên đây là đức hiếu sinh bố thí trên hạnh bố thí. Khi cả gia đình mình đang trong cơn đói khổ, nhưng khi có được phần bố thí của người khác đem cho, lúc bấy giờ lại dám đem phần bố thí ấy ra phân chia làm hai cho người nghèo đói khác, thì người phụ nữ này đang thực hiện đức hạnh bố thí trên đức hạnh bố thí. Đó là một hành động biết thương mình, thương người, ít ai làm được. Nếu trên đời này ai cũng có tấm lòng biết chia sẻ như vậy, thì thế gian này tốt đẹp biết bao. Cho nên đạo đức hiếu sinh bố thí rất cần thiết cho mình, cho người, cho tất cả loài thú vật đang sống trên hành tinh này, trong một xã hội mà mọi người ai cũng đều biết quý trọng sự sống của mình như quý trọng sự sống của người khác và của muôn loài thú vật khác, thì cuộc sống này là thiên đàng cực lạc. Con người chỉ có sống với đức hạnh hiếu sinh bố thí thì con người mới biết san sẻ cho nhau từng sự sống. Nhờ có những hành động này mà thế giới loài người sẽ không còn xung đột và chiến tranh nữa. Bởi vậy, cuộc sống của loài người trên hành tinh này
chỉ có đạo đức hiếu sinh là quan trọng trên hết. Một con người mà không đạo đức, dù là người có tài giỏi, nhưng tài giỏi ấy sẽ không làm lợi ích cho cuộc đời, mà còn làm khổ đau cho đời nhiều hơn. Ngược lại, một người không có tài mà có đức, thì xã hội này mọi người đối xử với nhau bằng đạo đức thương yêu, đùm bọc, san sẻ, tha thứ, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, vân vân, thì sẽ đem lại sự an vui, hạnh phúc cho nhau. Đức hiếu sinh bố thí rất quan trọng cho đời sống của loài người và loài vật. Xin quý vị cố gắng rèn luyện nhân cách của mình để mình trở thành là con người hiếu sinh. Đức thứ sáu, một tâm hồn cao thượng hiếu sinh. Một người có tâm hồn cao thượng là người luôn sống với đức hiếu sinh. Khi sống với đức hiếu sinh thì họ luôn luôn sẵn sàng dám hy sinh thân mạng mình cho sự sống của người khác. Dù gặp bao nhiêu gian khổ, họ cũng không bao giờ chùn bước hoặc từ nan trước những sự khó khăn và gian khổ. Một câu chuyện dưới đây, một người vì mọi người, để chứng minh cho chúng ta thấy sự dũng cảm gan dạ trước cái chết người ta vẫn coi thường, xem sự sống của mình nhẹ nhàng như lông hồng. Người dám hy sinh như vậy là người có một tình yêu thương rộng lớn, thấy sự sống của mọi người rất quan trọng. Chỉ có những người xem tiền bạc, châu báu là trên hết, nên mới giết người cướp của mà chẳng chút lòng thương xót. Ngược lại, những người biết quý trọng sự sống trên đời này, xem như không có vật gì quý báu hơn, thì mới dám hy sinh thân mạng sống của mình, chỉ vì có một ước mong là làm sao cho mọi người được sống bình an, yên vui. Chính vì sự sống bình an, yên vui của mọi người thì mình mới có sự sống yên vui, an ổn, chân thật cho mình. Người vui, mình mới có vui. Người buồn, mình có vui đâu bao giờ. Điều này có đúng không quý vị? Những người sống vì mọi người là những người biết đặt tình yêu thương lên hàng đầu trong cuộc sống. Vì biết yêu thương mọi người nên đời sống của mình mới được bình an, yên ổn. Đây là câu chuyện do một vị linh mục cao tuổi kể lại vào một ngày Chủ nhật. Đó là một câu chuyện có thật xảy ra khi ông còn phục vụ trong quân ngũ. Một ngày nọ, vị trung sĩ huấn luyện cho doanh trại của ông bất thình lình ném một quả thủ pháo vào một nhóm lính trẻ. Tất cả những người lính đó đều bỏ chạy. Sau đó vị trung sĩ từ tốn nói rằng: quả lựu đạn thật ra không được cài kiếp nổ, và ông làm vậy chỉ để xem phản ứng của họ như thế nào mà thôi. Ngày hôm sau có một tân binh gia nhập vào nhóm lính đó. Vị trung sĩ huấn luyện yêu cầu những người lính không được nói với anh lính mới này về những gì sắp xảy ra. Khi trung sĩ ném quả lựu đạn vào nhóm lính, người lính mới đó không hề biết rằng nó sẽ không nổ. Anh đã dũng cảm lao vào đè lên quả lựu đạn trong lòng để ngăn không cho nó gây thương tổn đến những người khác. Anh ấy sẵn sàng hy sinh vì đồng đội của mình. Năm đó, người lính trẻ ấy được trao tặng huân chương cao quý duy nhất cho lòng can đảm và tinh thần quả cảm của mình. Đó là tấm huân chương chưa một ai từng nhận được trong những cuộc chiến trước đó. Một tấm gương dũng cảm, dám hy sinh bố thí thân mạng của mình để cho mọi người thoát chết. Những người làm được những điều này đều là những người sống với một tâm hồn cao thượng hiếu sinh bố thí thân mạng. Một hành động dũng cảm gan dạ
mà ít có người làm được. Bởi vậy, những ai làm được điều này, chúng ta đều nên kính phục và tôn trọng lòng dũng cảm đức hiếu sinh cao thượng bố thí vĩ đại. Chúng ta làm người cần phải tập những gương hạnh hiếu sinh bố thí cao thượng này để xứng đáng là một con người. Đức thứ bảy, một bài học đức hiếu sinh tuyệt vời. Nói về đạo đức trong cuộc đời này thì không có đạo đức nào hơn đức hiếu sinh. Bởi vậy, con người chỉ cần đào tạo đạo đức hiếu sinh cho họ thì xã hội này không còn xung đột và chiến tranh nữa như trên đã nói. Bởi con người sinh ra từ tình thương, được nuôi dưỡng lớn lên trong tình thương, và muốn có một cuộc sống được an vui, không làm khổ mình, khổ người, thì phải duy trì sự sống bằng tình thương. Chính tình thương mới đem lại hạnh phúc an vui cho con người. Cho nên mỗi hành động trong cuộc sống hàng ngày phải thực hiện bằng tình thương. Nếu ai đi ngược lại là người ấy đã tạo sự khổ đau cho mình, cho người ngay liền. Hành động tình thương nhiều khi người ta thường sống với nó, nhưng không mấy khi lưu ý. Thường người ta lưu ý khi người ta nói "tôi thương", nhưng sự thật lời nói "tôi thương" chưa hẳn là tôi thương. Vì lời nói "tôi thương" nhưng liền đó lại có thể hai người cãi cọ, chửi mắng nhau như trâu trắng trâu đen. Cho nên trên đời này chỉ có tình thương bằng hành động mới chân thật. Tuy không nói ra lời thương yêu, nhưng tình thương yêu rất thấm thía, như câu chuyện sợi tóc trong hộp cơm. Trong những năm tháng gian khổ đó, rất nhiều học sinh ngay đến khả năng mang những món cơm hộp giản tiện nhất trông chẳng ra hồn để đến trường cũng không có. Bạn học ngồi cạnh tôi chính là như vậy. Thức ăn của cậu ta mãi mãi là đậu xị đen xì, còn cơm hộp của tôi thì thường mang dăm bông và trứng ốp lết. Sự khác biệt của hai người quả là một trời một vực. Hơn nữa, bạn học này mỗi lần ăn đều nhặt các sợi tóc ở trong cơm hộp trước rồi mới ăn, như không có gì xảy ra. Tôi thấy việc làm này vẫn kéo dài mãi, ngày này sang ngày khác, không có gì thay đổi. Có thể nói, mẹ cậu ta rất lượm thượng, cho nên trong cơm hằng mang đi đều có tóc. Các bạn học sinh đều bàn tán vụng trộm. Có một hôm nhà trường nghỉ học, bạn học sinh đó mời tôi: "Nếu bạn không bận việc gì, xin mời đến nhà mình chơi." Tuy trong lòng không muốn lắm, song từ ngày vào học cùng lớp, đây là lần đầu cậu ta mời tôi tới nhà chơi, cho nên tôi không nỡ từ chối. Theo bạn đến thôn nghèo, nơi địa hình dốc núi dựng đứng ở vùng núi ngoại thành. "Mẹ, con đưa bạn đến chơi đây nè." Sau khi nghe thấy tiếng nói phấn khởi của bạn tôi, cửa buồng mở ra, bà mẹ già cả của cậu ta đã xuất hiện ở cửa. "Anh bạn của con tôi đến rồi à, để tôi xem nào." Nhưng mẹ bạn tôi ra khỏi cửa buồng, cứ dùng tay sờ sờ chiếc cột bức tường ở ngoài cửa. Hóa ra bà ta là một người bị mù cả hai mắt. Tôi cảm thấy xúc động, mắt cay cay, không nói được lời nào. Thức ăn trong suất cơm hộp của bạn tôi tuy mỗi ngày thường chỉ là đậu xị, song là do người mẹ mắt mù không nhìn thấy cẩn thận giúp cậu sửa sang cơm hộp. Đó không chỉ là suất cơm trưa, mà đó còn là tấm lòng đầy thương yêu của người mẹ. Thậm chí việc lẫn sợi tóc vào trong đó cũng không sao, nó vẫn là tình yêu của người mẹ. Tình thương yêu không lời không ranh giới, nó thực hiện bằng đức hiếu sinh. Cho nên người biết sống với đức hiếu sinh là người biết thương mình,
thương người và thương tất cả những loài chúng sinh khác. Bởi đức hiếu sinh rất tuyệt vời, luôn luôn đem lại sự bình an, yên vui cho mọi người. Đức hiếu sinh rất tuyệt vời mà trong tất cả mọi người ai ai cũng đều có, chỉ vì mọi người chưa có dịp thực hiện đức hạnh đó mà thôi. Dưới đây là một câu chuyện có thật bằng tình yêu thương hiến máu của mọi người giúp cháu Lê Hầu Minh Quân thoát bệnh hiểm nghèo. Trái tim con tôi đã đập lại từ máu bạn đọc gần xa. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh ra ngày 27 tháng 4 có bài Thông điệp xanh từ blog. Thông tin về bệnh trạng của bé Lê Hầu Minh Quân, con của anh Lê Minh Nghĩa, phóng viên báo Giao thông Vận tải, mắc bệnh tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp. Bé Quân thuộc nhóm máu AB, một nhóm máu hiếm, cần 4 người có cùng nhóm máu tương thích để tiếp máu cho cháu trong quá trình phẫu thuật. Anh Nghĩa tải thông tin lên mạng qua blog của một người bạn. Sau đó chưa đầy 48 giờ, nhiều người trong cộng đồng blogger đã tình nguyện hiến máu để giúp bé Quân. Kết quả xét nghiệm nhóm của 4 người cho máu, trong đó có chị Nguyễn Thị Bình An, thư ký tòa soạn báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Sau ca phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bé Quân phát triển khá tốt. Cha cháu viết thư cảm ơn gửi báo. Tôi thực sự xúc động sau khi gửi thông tin cầu cứu nhóm máu AB trên mạng. Các anh chị phóng viên, biên tập viên của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã tự nguyện đến viện tim Thành phố Hồ Chí Minh xin được thử máu. Có chị còn kêu gọi cả chồng và những người thân đến hiến máu. Tôi nhớ rất rõ gương mặt chị Bình An vẫn cười tươi dù sắc mặt rất xanh xao khi được rút ra một đơn vị máu, và nếu cần chị sẵn sàng hiến tiếp. Phóng viên QV và TN viết bài, có rất nhiều bạn đọc tận Hà Nội, Bình Thuận sẵn sàng vào Thành phố Hồ Chí Minh cho máu bé Quân. Ca phẫu thuật ngày 28 tháng 5 thành công và đủ máu AB. Trái tim đau đớn của con trai đầu lòng tôi đã nhịp đập trở lại bằng những giọt máu quý giá của bạn đọc gần xa. Phóng viên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh Xã Hội ngày 27 tháng 6 2007. Còn biết bao hành động đức hiếu sinh đã để lại cho đời những tấm gương đạo đức cao thượng mà mọi người ai cũng có thể làm được. Chỉ chúng ta có thật lòng thương yêu hay không? Nếu thật lòng yêu thương với nhau thì trên đời này làm sao còn khổ đau nữa, phải không quý vị? Đức hiếu sinh là một đức hạnh tuyệt vời. Chúng tôi kêu gọi mọi người trên hành tinh này hãy cùng nhau học tập rèn luyện đức hiếu sinh cho thấm nhuần, để thân tâm trở thành những thói quen luôn luôn biết thương mình, thương người và thương các chúng sinh. Nhờ đó chúng ta mới tìm thấy sự an vui và hạnh phúc chân thật của kiếp làm người. Chỉ có đức hiếu sinh, chúng ta mới yêu thương nhau chân thật, chúng ta mới tha thứ cho nhau mọi lỗi lầm. Có như vậy, thế gian này mới không còn xung đột và chiến tranh nữa. Bài 41. Sự chia sẻ bình dị. Tôi đứng xếp hàng ở bưu điện để mua tem gửi thư. Ngay sau tôi là một phụ nữ với hai đứa con còn rất nhỏ. Hai đứa nhỏ khóc lóc không chịu đứng yên trong hàng. Bà mẹ trông mệt mỏi và nhếch nhác như mấy đứa trẻ. Thấy thế tôi liền nhường chỗ của tôi cho bà. Bà cảm ơn tôi rồi vội vã bước lên. Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ đóng cửa. Dòng người xếp hàng chậm chạp nhất từng bước một. Và nhân viên bưu điện đã thông báo đóng cửa ngay sau khi đến lượt người phụ nữ đó, tức là trước tôi. Điều đó có nghĩa là hôm nay tôi không thể gửi thư được,
chỉ vì tôi đã nhường cho người phụ nữ đó xếp hàng trước mình. Tôi cảm thấy thật sự rất bực mình và hối hận vì đã nhường chỗ của mình cho người khác. Tôi lại càng khó chịu hơn khi nghĩ đến việc phải quay trở lại vào ngày mai. Chợt người phụ nữ quay sang tôi và nói: "Tôi cảm thấy rất ngại, chỉ vì nhường chỗ cho tôi mà cô lại gặp khó khăn như vậy. Cô biết không, nếu hôm nay tôi không gửi phiếu thanh toán tiền gas, thì công ty điện và gas cắt hết nguồn sưởi ấm của gia đình tôi." Tôi sững người, không ngờ rằng chỉ đơn giản bằng hành động nhường chỗ của mình, tôi đã giúp người phụ nữ ấy và hai đứa trẻ qua một đêm giá rét. Tôi rời khỏi bưu điện với niềm vui trong lòng. Tôi không còn cảm giác khó chịu khi nghĩ đến việc phải lái xe đến bưu điện, tìm chỗ đậu xe và đứng xếp hàng nữa, mà thay vào đó là cảm giác thanh thản, phấn chấn. Kể từ ngày hôm đó, tôi cảm thấy được sự quan tâm của mình đến với mọi người có giá trị như thế nào. Tôi bắt đầu biết quên mình đi và chia sẻ với người khác, vì tôi nhận ra đôi khi chỉ một cử chỉ nhỏ bình dị của mình cũng có thể làm ấm lòng, làm thay đổi hoặc tạo nên sự khác biệt và ý nghĩa cho cuộc sống của một người khác. Ngọc Khanh. Đọc bài này quý vị nghĩ sao? Riêng tôi rất xúc động. Một hành động rất đơn giản nhưng mang lại một tình thương cao thượng vô cùng. Nhường chỗ giúp cho người là đã đem lại sự bình an yên vui cho người, thì hạnh phúc an vui nào bằng khi chúng ta đã thực hiện. Chính điều này đã xả tâm ích kỷ bõng xẻng của chúng ta. Một hành động bình dị, đơn giản, ai cũng có thể làm được, nhưng nó nói lên được một tình yêu thương của chúng ta đối với mọi người thật tuyệt vời. Bài làm một đại ý. Bài này nói lên một cử chỉ nhỏ, rất bình dị, đơn giản mà ai cũng có thể làm ấm lòng, làm thay đổi hoặc tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của người khác. Hai phân đoạn. Bài này có 8 đoạn. 1. Tôi đứng xếp hàng ở bưu điện để mua tem gửi thư. Ngay sau tôi là một phụ nữ với hai đứa con còn rất nhỏ. Hai đứa nhỏ khóc lóc không chịu đứng yên trong hàng. Bà mẹ trông mệt mỏi và nhếch nhác như mấy đứa trẻ. 2. Thấy thế, tôi liền nhường chỗ của tôi cho bà. Bà cảm ơn tôi rồi vội vã bước lên. 3. Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ đóng cửa. Dòng người xếp hàng chậm chạp nhích từng bước một. Và nhân viên bưu điện đã thông báo đóng cửa ngay sau khi đến lượt người phụ nữ đó, tức là trước tôi. Điều đó có nghĩa hôm nay tôi không thể gửi thư được, chỉ vì tôi đã nhường cho người phụ nữ đó xếp hàng trước mình. 4. Tôi cảm thấy thật sự rất bực mình và hối hận vì đã nhường chỗ của mình cho người khác. Tôi lại càng khó chịu hơn khi nghĩ đến việc phải quay trở lại vào ngày mai. 5. Chợt người phụ nữ quay sang tôi và nói: "Tôi cảm thấy rất ngại, chỉ vì nhường chỗ cho tôi mà cô lại gặp khó khăn như vậy. Cô biết không, nếu hôm nay tôi không gửi phiếu thanh toán tiền gas, thì công ty điện và gas sẽ cắt hết nguồn sưởi ấm của gia đình tôi." 6. Tôi sững người, không ngờ rằng chỉ đơn giản bằng một hành động nhường chỗ của mình, tôi đã giúp cho người phụ nữ ấy và hai đứa trẻ qua một đêm giá rét. 7. Tôi rời khỏi bưu điện với niềm vui trong lòng. Tôi không còn cảm giác khó chịu
khi nghĩ đến việc phải lái xe đến bưu điện, tìm chỗ đậu xe để đứng xếp hàng nữa, mà thay vào đó là cảm giác thanh thản, phấn chấn. 8. Kể từ ngày hôm đó, tôi cảm thấy được sự quan tâm của mình đến với mọi người có giá trị như thế nào. Tôi bắt đầu biết quên mình đi và chia sẻ với người khác, vì tôi nhận ra đôi khi chỉ một cử chỉ nhỏ bình dị của mình cũng có thể làm ấm lòng, làm thay đổi hoặc tạo nên sự khác biệt và ý nghĩa cho cuộc sống của một người khác. 3. Đáp án. Bài này có 8 đức. 1. Luật nhân quả nghiệp báo thân hành ý hành. 2. Đức hiếu sinh nhường chỗ thân hành. 3. Đức hiếu sinh duyên nghiệp báo nhân quả thân hành. 4. Thiếu đức hiếu sinh nhường chỗ ý hành. 5. Đức tri ân hiếu sinh khẩu hành. 6. Đức hiếu sinh nhường chỗ thân hành có giá trị không phải nhỏ. 7. Đức hoan hỷ nhường chỗ hiếu sinh ý hành. 8. Đức quên mình quan tâm đến người hiếu sinh ý hành. 4. Hướng dẫn giải trình án. Hướng dẫn giải trình án là chỉ dẫn làm những bài luận văn về đạo đức hiếu sinh, mà đầu đề là 8 đoạn trong bài học đã được phân chia rành rọt. Các tu sinh phải tự làm lấy cho đầy đủ nghĩa lý thâm sâu của đạo đức hiếu sinh cá nhân, gia đình và xã hội. Nếu làm chưa đủ ý nghĩa trên đã hướng dẫn thì bài luận văn chưa hoàn chỉnh. Phải ghi nhớ những lời hướng dẫn trên đây để cố gắng triển khai tri kiến giải thoát. Vì cuộc đời tu hành theo Phật giáo duy nhất chỉ có tri kiến hiểu biết giới luật đức hạnh thì tâm mới ly dục, ly ác pháp. Còn không có tri kiến giải thoát thì tâm không bao giờ giải thoát. Vì thế, tu hành chỉ còn ức chế tâm mà thôi. 5. Giải trình án. Đức thứ nhất, luật nhân quả nghiệp báo thân hành ý hành. Như chúng tôi đã nói, luật nhân quả rất công bằng và công lý. Ai làm ác, tức là làm khổ mình, khổ người và khổ các loài vật, thì phải trả quả khổ đau. Còn ngược lại, ai làm điều lành thì sẽ hưởng được phước báo. Hoàn cảnh bản thân, gia đình đều được yên vui và hạnh phúc. Hai đứa con nhỏ khóc lóc không chịu đứng vào hàng để chờ mua bưu phiếu. Chúng làm cho bà mẹ rất khổ sở giữa đám đông người. Đấy là nhân quả. Người đời thường bảo, con nợ, vợ quan gia, cửa nhà tội báo. Đúng vậy, nhân quả có dây phải có trả. Nếu không dây, làm sao lại có con mà trả quả? Con cái không phải là nhân quả sao? Trên thế gian này, trai lớn lên lấy vợ, gái lớn lên gả chồng. Đó là một truyền thống từ ngàn xưa. Người ta cứ ngỡ rằng trai gái lớn lên yêu nhau là hạnh phúc. Hạnh phúc mà con người hằng mơ ước, đó là hạnh phúc trong tưởng. Còn hạnh phúc chân thật không phải tìm từ trai gái yêu nhau. Trai gái yêu nhau là quy luật nhân quả sinh tồn. Vạn vật sinh ra đều theo quy luật này cả. Từ cây cỏ thảo mộc cho đến loài người và loài thú vật đều phải theo quy luật này cả. Không có một loài vật nào ra khỏi quy luật này. Vì thế, con người ít ai thoát ra khỏi quy luật này. Ngoại trừ những bậc chân tu giải thoát, người ta mới cắt ái, ly gia, đoạn tuyệt con đường tâm sắc dục. Chúng ta hãy đọc câu chuyện thương tâm do nhân quả kiếp trước đã gây, tạo nhân quả chia lìa cha mẹ và con cái, nên kiếp này lũ đã cướp đi cha mẹ của ba cháu gái, để lại một người chị còn tuổi học trò
mà phải gánh vác nuôi hai em, thật là xót thương vô cùng. Ai thấy cảnh này mà không động lòng rơi nước mắt phải không quý vị? Thay ba mẹ đưa em đến trường. Sáng ngày năm 99, ở thôn Lâm Lan, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, ba chị em Ngô Thị Nhung, Ngô Thị Huyền và Ngô Thị Ngọc Trinh dắt nhau tới trường dự khai giảng năm học mới. Trong cơn lũ lớn ngày 7 tháng 8 vừa qua, cả ba mẹ của ba cháu gái đã bị chết do lũ. Chị cả Ngô Thị Nhung bây giờ trở thành ba, thành mẹ chăm lo cho hai em. Hôm qua Trinh cứ khóc mãi, hắn đòi đưa đi học chứ không chịu đi một mình, rồi còn cả Huyền nữa. Chỉ mần răng mà đưa cả hai đứa một lúc. Nhung nói trong nước mắt, khi ba mẹ còn, ngày khai trường, Nhung chỉ lo cho riêng mình. Nay Nhung phải dậy từ 4 giờ sáng để nấu cơm cho hai em ăn. Suốt cả tuần qua, cả ba chị em cứ xúm xích chuẩn bị sách vở, quần áo cho ngày khai giảng. Không còn ba mẹ để nhắc nhở từng thứ, nên em soạn sách vô, chị lại lấy ra, quay lui quay tới, chẳng biết cái nào cần, cái nào chưa. Trong hình ảnh này thật đáng thương cho ba chị em Nhung. Càng thương xót cho ba chị em Nhung, chúng ta lại nhớ câu tục ngữ: còn mẹ gót đỏ như son, chẳng may mẹ mất, gót con dính bùn. Đúng vậy, cuộc đời này sao con người phải chịu nhiều đau khổ mà không còn nước mắt để khóc nữa, phải không quý vị? Nhìn cảnh này chúng ta xót thương vô cùng. Một cháu gái tuổi còn học trò làm sao nuôi dưỡng hai em? Đêm đêm ba chị em nằm sát bên nhau để nương tựa vào nhau mà sống. Tình thương của cha và của mẹ còn đâu nữa? Ba cháu này kiếm đâu ra tình thương ấy? Ôi xót xa vô cùng. Nhớ ba mẹ, ba chị em chỉ còn biết ôm nhau mà khóc. Trẻ con chỉ biết nương tựa vào cha mẹ, ông bà, vào những người thân của mình. Còn bây giờ biết nương tựa vào ai đây? Hai em thì nương tựa vào chị, còn chị biết làm gì đây mà nuôi các em? Càng nghĩ tâm can càng rã rời, càng suy nghĩ tâm can càng thấy khổ đau vô cùng vô tận. Nhìn hình ảnh ba cháu trơ trọi, chúng ta không thể cầm những giọt nước mắt thương cho thân phận các cháu ngày mai sống sẽ ra sao. Cháu gái tuổi còn học trò biết làm gì nuôi hai em? Cuộc đời đầy dễ cạm bẫy ác pháp muôn mặt, rồi đây các cháu có thoát khỏi nanh vuốt của loài chồn cáo ác độc chăng? Chúng đang rình rập chờ có cơ hội là đốt ngay. Cuộc sống con người đều do nhân quả điều hành, cho nên dây nhân nào thì gặt quả nấy. Nhìn hoàn cảnh của ba cháu Nhung, Huyền, Trinh thì biết ngay nhân quả đời trước ba cháu đã gieo quả chia lìa, nên đời nay phải gặt quả lìa cha lìa mẹ trong lúc tuổi còn thơ ngây. Nhân quả quá khứ của các cháu như thế nào chúng ta làm sao biết được, nhưng chắc chắn phải có nhân quả, phải không quý vị? Đứng trước cảnh các cháu sớm lìa cha lìa mẹ, sống bơ vơ trên đường đời trơ trọi, thì ai lại không xót xa thương cảm? Cho một vài ví dụ như đời trước, các cháu từng bắt cá cha và cá mẹ giết và ăn thịt, để lại một đàn cá con bơ vơ, thì hiện giờ các cháu cũng phải trả quả mất cha mất mẹ bơ vơ như vậy. Cho nên khi am tường hiểu biết luật nhân quả thì chúng ta rất sợ hãi những hành động ác thường làm đau khổ mình, đau khổ người và đau khổ tất cả chúng sinh. Khi những hành động ác làm đau khổ cho mình, cho mọi người và chúng sinh, thì chúng ta không thể nào tránh khỏi những hậu quả tai nạn, bệnh tật,
đối khổ, mất cha, mất mẹ, vân vân, có thể đến với chúng ta khi thời tiết nhân duyên hội đủ. Khi thời tiết nhân duyên đã đủ thì trốn đâu cũng không khỏi. Vì hiểu biết luật nhân quả không tha thứ cho một ai, và không ai trốn bất cứ nơi đâu mà thoát khỏi luật nhân quả này. Cho nên, ngay từ bây giờ, chúng ta phải hết sức cẩn thận về thân hành, khẩu hành và ý hành. Đó là ba nơi xuất phát nhân và quả, nhất là ý hành. Khi chúng ta muốn khởi một ý niệm, thì ý niệm ấy phải được suy tư kỹ càng, rồi mới biến ra hành động làm hay nói. Nhờ đó, nó thành một thói quen hay tư duy. Khi muốn làm một điều gì, thì tâm chúng ta nhắc nhở phải suy nghĩ, phải tư duy kỹ lưỡng, xem ý niệm ấy có làm hại ai không. Nếu không có hại, thì mới bắt đầu hành động nơi miệng, nơi thân. Và như vậy, hành động thân miệng sẽ không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Còn ngược lại làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh, thì nhất định chúng ta không nói, không làm. Bởi vì nói hay làm, đó là làm những hành động ác. Nói hay làm những hành động ác là tự chúng ta đã đem sự đau khổ vào thân, tức là chúng ta đang tạo nhân ác, và cũng đã đang phải trả quả báo khổ đau mà chúng ta không chạy trốn đường trời nào thoát khỏi. Cho nên, khi biết luật nhân quả, chúng ta rất sợ làm điều ác. Vì thế chúng ta phải học pháp như lý tác ý để thực hiện trên pháp môn tứ chánh cần. Hằng ngày chúng ta ngăn ác, diệt ác pháp, và luôn luôn lúc nào cũng sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Ở đây, trong câu này có những danh từ rất khó hiểu, như ác pháp nghĩa là gì, thiện pháp nghĩa là gì, và nhận diện ác pháp và thiện pháp ra sao. Quý vị hãy lắng nghe cho kỹ. Ác pháp là những hành động thân, miệng, ý làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Còn ngược lại, những hành động nào không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh thì đó là thiện pháp. Và có một thiện pháp tuyệt vời mà trong pháp môn tứ chánh cần thường nhắc nhở chúng ta nên xin thiện pháp đó và tăng trưởng. Vậy thiện pháp đó như thế nào? Đó là tâm vô lậu hoàn toàn. Đó là trạng thái tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Đó là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Có tu tập như vậy, thiện pháp sinh và tăng trưởng, thì chúng ta mới không bị dục vọng sai khiến làm những điều vi phạm giới luật đức hạnh. Nhờ đó, chúng ta không bị nhân quả nghiệp báo khổ đau chi phối. Nhờ đó, chúng ta mới sống được bình an, yên vui, tràn đầy hạnh phúc. Nhờ đó, thân tâm mới được thanh thản, an lạc và vô sự. Cho nên chúng ta phải nhớ, luật nhân quả nghiệp báo là một đạo luật rất công bằng và công lý, phải thường nhắc nhở tâm sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Đức thứ hai, đức hiếu sinh nhường chỗ thân hành. Nhường chỗ ngồi cho người khác là một đức hạnh, đó là đức hiếu sinh nhường chỗ. Đức hiếu sinh nhường chỗ ngồi cho những người già yếu, cho những phụ nữ có em bé nhỏ trên xe buýt, trong phòng họp hay bất cứ nơi công cộng nào, cũng đều phải biết nhường nhịn chỗ ngồi cho những người bất hạnh, kém may mắn, kém sức khỏe, khuyết tật, bệnh tật, vân vân. Hành động nhường chỗ ngồi, đó là một hành động đạo đức đẹp đẽ tuyệt vời mà mọi người trong chúng ta, ai ai cũng đều phải thực hiện hành động đạo đức này, để nói lên một đất nước có văn minh tiến bộ, có văn hóa nhân bản. Một đất nước mà có những người dân biết sống đạo đức nhân bản, thường sống không làm khổ mình, khổ người
và khổ tất cả chúng sinh. Đó là một nền văn hóa và văn minh tiến bộ trong thời đại khoa học kỹ nghệ hóa toàn cầu. Nếu toàn dân trong một nước mà không có những hành động đạo đức như vậy thì không được gọi là một nước văn minh và văn hóa. Cho nên đức hiếu sinh nhường chỗ ngồi là đức hạnh nhân bản mà toàn dân trong nước đó đều thực hiện được như vậy. Đó là một hình ảnh đẹp đẽ để xác định cho một đất nước có văn minh, có văn hóa. Nhiều khi người ta chỉ hay viết chữ văn minh và văn hóa mà nhìn cách mọi người dân trong nước đối xử với nhau thiếu nhường nhịn, thiếu tôn trọng thì biết ngay đất nước đó chưa văn minh tiến bộ và văn hóa bị xuống cấp. Trong bài học trên đây, tác giả nhường chỗ xếp hàng trước cho người phụ nữ có hai cháu bé nhỏ để mua bưu phiếu. Hành động nhường chỗ là một đức hạnh hiếu sinh tuyệt vời mà mọi người trong chúng ta cần phải học, cần phải tu tập rèn luyện nhân cách này. Vì có thương người tàn tật, người già yếu, người có con nhỏ còn bồng bẩm trên tay mà đi xe buýt hay xếp hàng mua vé tàu, xe cộ, máy bay vân vân là một sự khó khăn vô cùng. Khi xe dừng hoặc xe chạy đều bị nghiêng qua ngã lại, thật là tội nghiệp, phải không quý vị? Đây là một câu chuyện trên chuyến xe buýt mà tác giả đã thuật lại để làm một bài học về đạo đức hiếu sinh, biết nhường chỗ cho mọi người với tựa đề "Tôi đi xe buýt". Hằng ngày tôi mất khoảng 35 phút đi xe buýt đến công sở và cũng chừng ấy thời gian để ngồi xe buýt đi về. Khi phải đi xe buýt nhiều như tôi, bạn mới nhận ra sự khác biệt giữa việc tìm được một chỗ ngồi trên xe và việc phải đứng suốt chuyến đi. Có một chỗ ngồi có nghĩa là bạn có thể tranh thủ nhắm mắt một chút hoặc đọc báo, hay ít nhất là có thể ngả lưng trong giây lát. Ngược lại, nếu phải đứng suốt chuyến, thì không đơn giản chân bạn sẽ mỏi nhừ, mà bạn còn liên tục bị xô qua bên này, đẩy qua bên kia. Bạn phải gồng mình để không té nhào vào người khác, và phải liên tục di chuyển mỗi khi có ai lên hoặc xuống xe. Chính những điều bất tiện đó khiến tôi bằng mọi cách phải tìm được một chỗ ngồi tử tế trên suốt tuyến đường. Nhiều lần đi lại, tôi đã có được kinh nghiệm rằng nếu tôi chịu khó đón xe sớm hơn một chút thì chắc chắn là tôi luôn có chỗ ngồi. Có một người phụ nữ lớn tuổi hình như lúc nào cũng đi cùng một tuyến đường với tôi. Lúc trước, khi tôi lên xe buýt sau bà thì tôi luôn luôn phải đứng trong khi bà có chỗ ngồi đàng hoàng. Từ khi tôi đón xe sớm hơn, tôi luôn có mặt trên xe buýt trước bà và dĩ nhiên là ngồi chễm chệ trong khi bà phải đứng. Ban đầu tôi cảm thấy hơi say rứt, cảm thấy như mình đang giành chỗ ngồi của bà vậy. Nhưng lâu dần tôi mặc kệ cái cảm giác đó và cứ ngồi yên cái chỗ mình giành được. Hôm đó trên đường về nhà, khi vừa bước lên xe buýt, đột nhiên tôi cảm thấy buồn nôn khủng khiếp. Tôi cố gắng gượng lại, gồng mình để chịu đựng, vì sợ rằng mình sẽ nôn ra đầy xe mất. Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng dìu tôi ngồi xuống ghế. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng đó chính là người phụ nữ tôi vẫn gặp mỗi sáng đi làm, là người mà tôi đã giành lấy chiếc ghế bằng cách đi làm sớm hơn. Bà dìu tôi ngồi vào ghế của bà và dịu dàng đứng bên cạnh, che cho tôi khỏi bị da quệt
bởi những người lên xuống xe. Đến trạm dừng, tôi bối rối cảm ơn bà và đi về nhà. Từ ngày đó trở đi, sáng nào tôi cũng mong được gặp bà để có thể nhường ghế của mình cho bà. Theo Ngọc Khanh, chiếm ghế ngồi của một người khác trên xe buýt là một hành động không tốt, được xem là thiếu đạo đức, vì lòng ích kỷ nghĩ đến bản thân của mình. Mà trong bài học này, tác giả đã chân thật nói lên tâm niệm của mình đi sớm hơn để chiếm ghế ngồi của người khác. Một hành động xem thì bình thường, nhưng ý niệm trong tâm mình là một tâm niệm ác tham lam, chỉ biết nghĩ cho mình, chẳng nghĩ đến ai cả. Một hành động vì mình là một hành động xấu xa. Chúng ta làm người phải hiểu biết, nếu vì mình thì phải vì người. Vì chúng ta không thể sống có một mình, mà phải cùng sống có nhiều người. Có nhiều người thì mọi người vui thì mình mới vui. Thử hỏi, chỉ có một mình vui, còn bao nhiêu người không vui thì mình có vui được không? Cho nên sống trong tập thể là phải sống có tình, có nghĩa, có văn hóa đạo đức, có pháp luật kỷ cương, có nề nếp tôn ti trật tự, vân vân. Chúng ta là những con người học đạo đức nhân bản thì nên cẩn thận từng tâm niệm của mình, vì nó thường xui khiến chúng ta làm những điều ác, những điều vô đạo đức, giống như tác giả viết bài trên đây đã làm một điều mà lương tâm tác giả hối hận vì chiếm chỗ ngồi trên xe buýt của người khác. Người học đạo đức thì luôn luôn thực hiện đức hiếu sinh nhường chỗ ngồi cho người khác, chứ không bao giờ chiếm chỗ ngồi của người khác. Bởi mọi hành động đạo đức hiếu sinh thì nhường chỗ ngồi cho người khác cũng là một hành động đạo đức nhân bản rất đáng khen và tán dương hành động đẹp đẽ đó, vì nó đem lại sự yên vui cho mình, cho người. Và như vậy, chúng ta mới thấy tâm mình hân hoan, một niềm vui lâng lâng thanh thoát nhẹ nhàng, khi biết mình đã làm một điều lợi ích cho người yếu đuối già cả, cho người phụ nữ có em bé nhỏ. Ngược lại, chúng ta chiếm chỗ ngồi của người khác là làm cho người ta mất chỗ ngồi, khiến họ phải khổ sở nhọc nhằn, trong khi chúng ta ngồi an ổn trên xe buýt. Sự an ổn như vậy không hạnh phúc và an vui đâu quý vị ạ. Đức thứ ba, đức hiếu sinh nhân quả nghiệp báo thân hành. Thương người đem lại sự bình an cho người là đạo đức hiếu sinh mà mọi người cần phải học tập. Nhất là muốn sống được với đức hiếu sinh thì thường nhắc nhở tâm mình không nên làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Chính nhờ sống có đạo đức được như vậy, đó là chúng ta sống với đức hiếu sinh nhân quả nghiệp báo thiện. Người sống với đức hiếu sinh nhân quả nghiệp báo thiện thì cuộc sống thường được bình an, yên vui, không tai nạn, không bệnh tật, trí tuệ thông minh, vân vân. Thời đại chúng ta là một thời đại văn minh tiến bộ về mặt khoa học kỹ thuật. Nhờ đó, công kỹ nghệ sản xuất ra nhiều vật chất phục vụ đời sống con người rất đầy đủ tiện nghi. Nhưng được mặt này mất mặt kia, nên đời sống con người về mặt văn hóa đạo đức đang xuống cấp trầm trọng. Trong khi xã hội đạo đức đang xuống cấp thì lại xuất hiện những thần đồng văn hóa đạo đức để quân bình vật chất và đạo đức loài người. Chúng ta hay đọc những câu chuyện thần đồng đã xảy ra khắp nơi trên thế giới. Đó là những bài học văn hóa đạo đức từ những trẻ em khiến cho người lớn chúng ta phải thấy xấu hổ và giật mình.
Đây là những bài học đạo đức từ các em thần đồng, bài học từ trẻ con. Chẳng biết đùa hay thật, nhà thơ Trần Đăng Khoa kể có lần anh bị một cậu bé ở Hải Dương dán cho một lưỡi tầm sét. Khi nghe giới thiệu người đàn ông trung niên đứng trước mặt là thần đồng thơ Việt dạo nào, cậu bé ấy nói luôn: "Ai chứ bác Khoa là con biết, bác chuyên làm thơ con cóc. Bác có bài thơ y hệt bài con cóc, đó là bài con bướm vàng. Kia là con cóc từ xa đến, nó ngồi đấy rồi nhảy đi. Đây là con bướm vàng, nó cũng từ xa đến rồi bay đi. Nghĩa chẳng có gì khác nhau cả, chỉ khác là bác cho con cóc đôi cánh của con bướm, và bác cứ tưởng nó là con bướm, thật tình nó chỉ là con cóc thôi." Nhà thơ Trần Đăng Khoa rút ra bài học: lúc 8 tuổi như nó, tôi chỉ làm được những câu thơ ngớ ngẩn, chứ đâu đã có được những ý kiến riêng, đặc biệt là ý kiến khác mọi người. Tôi cũng có cảm giác giống như Trần Đăng Khoa khi đọc thơ McTee, một thần đồng nước Mỹ. McTee mắc bệnh hiểm nghèo, tác phẩm của cậu bé không chỉ chứng minh một nghị lực sống phi thường mà còn khẳng định một tài năng độc đáo. Mở đầu tập khúc hát trái tim, McTee viết: "Cuốn sách này dành tặng những ai tin rằng cần phải biết ơn mỗi ngày qua như một món quà của cuộc sống." Cuộc đời McTee thật ngắn ngủi, đã từ giã nhân gian lúc chưa đầy 14 tuổi, nhưng cậu bé nghĩ về mẹ. "Những khi tôi đau hoặc buồn, thì mẹ cũng rất buồn, hoặc rất đau." Và nhận ra sự cao thượng từ một chú chó nhỏ: "Hãy luôn tha thứ cho sự lãng quên, nhưng đừng bao giờ quên tha thứ." Có thể thần đồng thơ Việt Trần Đăng Khoa hay thần đồng thơ Mỹ McTee là vài trường hợp hy hữu, nhưng không thể che lấp được thực tế trẻ con đang ngày càng thông minh hơn. Mặt khác, nếu chịu khó quan sát thì từ sự hồn nhiên và trong trẻo của trẻ con sẽ mang lại cho chúng ta nhiều cái giật mình thú vị. Đứa cháu gái của tôi sống ở Hồng Kông, nghỉ hè được về Việt Nam chơi. Tôi dắt cháu đi dạo ở trung tâm Sài Gòn và mua cho mấy cái kẹo. Khi bỏ viên kẹo vào miệng rồi, cháu cứ cầm mãi cái vỏ kẹo. Tôi dục quăng đi, cháu nhìn quanh rồi phụng phịu: "Không thấy thùng rác nào gần đây đâu cậu ạ." À. Cứ thế, cháu nắm chặt cái vỏ kẹo trong tay, cho đến khi tìm được thùng rác thì bàn tay được ướt đẫm mồ hôi. Ở nước ta, hình như các lớp mẫu giáo cũng dạy thiếu nhi giữ gìn vệ sinh công cộng, nhưng người lớn xả rác bừa bãi thì trẻ con làm sao noi gương. Về nhà, tôi khen đứa cháu gái 6 tuổi ngay trước mặt đứa cháu trai 7 tuổi. Bé là thần tượng của cậu về ý thức bảo vệ môi trường. Không ngờ, thằng cháu không được khen nên giận, không thèm nói chuyện với tôi suốt cả buổi chiều. Sáng hôm sau, thằng cháu vừa gặp tôi đã nhe răng cười: "Cháu không ghét chú nữa." Tôi hỏi: "Tại sao? Không ganh tị nữa à?" Thằng cháu lắc đầu: "Ghét chú làm đêm qua cháu khó ngủ quá. Ghét người ta thì mình cũng mệt lắm. Từ nay cháu không ghét ai nữa." Thú thật, tôi không thể ngờ lại nhận được hai bài học thấm thía nơi hai đứa cháu nhỏ dại. Tuổi tác ngày một nhiều, tôi càng thấy trẻ con là một thế giới vô cùng đáng trân trọng. Chúng ta thường tự hào đã làm điều này điều nọ cho thiếu nhi, nhưng ít chịu thừa nhận rằng trẻ con cũng giúp người lớn sống tốt đẹp thêm. Trẻ con không mưu cầu gì, trẻ con không nhân danh ai, nên những lời trẻ con thật chân thành. Tôi tự nhủ, hãy học tập cái nhìn xanh tươi của trẻ con để mỗi ngày luôn mới mẻ và lương thiện.
Người lớn dạy dỗ trẻ con luôn luôn trưởng thành, mà có khi người lớn cũng học được những bài học của trẻ con. Lê Thiếu Nhân, báo Tuổi Trẻ. Những câu chuyện thần đồng trên đây là những bài học đạo đức từ trẻ em đã khéo nhắc nhở mọi người lớn hãy rèn luyện nhân cách đạo đức của mình. Trẻ em còn biết đạo đức, còn chúng ta là người lớn thì làm sao đây? Không lẽ chúng ta là anh, chị, là cô, dì, chú, bác, là ông, bà, cha, mẹ của các cháu mà sống không bằng đạo đức của các cháu sao? Các cháu biết giữ gìn vệ sinh từ cái giỏ kẹo mà phải kiếm thùng rác để bỏ giỏ kẹo vào, không chịu ném bỏ bậy bạ. Trong lúc chúng ta là cô, bác, dì, cậu, mợ, anh, chị của các cháu mà quăng ném rác bừa bãi, đi đâu ta cũng thấy bao bì bằng ni lông ném bỏ khắp nơi, thậm chí ngay cả dưới chân bảng đề chữ ấp văn hóa mà rác rến bao ni lông đầy dãy dưới chân. Hành động cháu bé tìm thùng rác bỏ vỏ kẹo vào là một bài học vệ sinh môi trường có một giá trị đối với toàn dân trong một đất nước độc lập. Cho nên chúng ta là anh chị cô bác của các cháu thì hãy học gương hạnh đức vệ sinh của cháu bé này mà thực hiện đời sống đạo đức vệ sinh môi trường. Rác bẩn thì nên chia ra làm hai phần, phần hữu cơ và phần vô cơ. Phần hữu cơ như vỏ trái cây, rau cải, úng hư thối thì để riêng, và phần vô cơ như bao bì bằng bọc ni lông thì bỏ riêng ra. Vỏ trái cây và rau quả úng hư thối thì đem bỏ có nơi chốn kín đáo hoặc chôn lấp, không nên để mùi hôi thối bay bốc lên làm ô nhiễm không khí. Phần vô cơ như bao bì bằng ni lông thì đem thiêu đốt, không nên ném bỏ bậy bạ. Nhất là cô bác anh chị lại quăng ném ra ngoài đường nơi công cộng, mọi người qua lại làm bẩn thỉu môi trường vô cùng. Hiện giờ chúng ta đi bất cứ nơi đâu, khắp cùng trong đất nước, từ hang cùng ngõ hẻm đến thành phố đông người đi lại tấp nập, nhưng đều thấy bao bì ni lông ném quăng bừa bãi dọc hai bên lề đường. Dù đường lớn hay đường nhỏ đều đầy dãy rác bẩn. Trước nhà, sau nhà của mọi người dân đều thấy rác bẩn, nhất là bao bì ni lông lại quăng ném khắp nơi, trông thấy mất vệ sinh không thể tưởng. Thấy thế chúng ta biết ngay đời sống của nhân dân không có văn hóa chút nào cả. Thật là đáng trách, một người công dân trong một nước độc lập mà sống thiếu đức vệ sinh như vậy thì không xứng đáng là một người công dân trong một nước độc lập. Một nước tiên tiến văn minh khoa học kỹ thuật mà nhân dân nước đó sống không giữ gìn đức vệ sinh môi trường thì nước đó có văn minh thực sự đi nữa cũng không xứng đáng là một nước văn minh tiên tiến khoa học kỹ thuật. Một nước gọi là một cường quốc thế giới mà nền văn hóa đạo đức vệ sinh môi trường sống còn kém cỏi đến mức độ như vậy thì không thể nào chấp nhận là một cường quốc thế giới được. Cho nên đạo đức vệ sinh môi trường có tầm quan trọng rất lớn. Một đất nước muốn có tầm cỡ quốc tế thì toàn dân cần phải ý thức được trách nhiệm và bổn phận văn hóa đạo đức của mình đối với quê hương tổ quốc, để đất nước xứng đáng sánh vai cùng với các nước tiên tiến trên thế giới. Một cháu bé biết giận hờn là tự mình làm cho mình đau khổ, nên giữ thái độ vui vẻ bình thường. Ai đã dạy cho trẻ con điều đó? Chính từ trong nhân quả nghiệp báo tiền kiếp đã sống trỗi dậy và nhắc nhở chúng. Nếu tiền kiếp chúng không có huân tập những đạo đức ấy thì làm sao kiếp này chúng biết lý luận để xả tâm mình thoát khỏi những ác pháp như vậy? Thật là tuyệt vời, trẻ con mà còn biết xả tâm để được giải thoát. Còn chúng ta là những người lớn thì làm sao đây? Không lẽ chúng ta là những người lớn có đầy đủ trí hiểu biết về cuộc đời mà không xả tâm sân hận khổ đau được như các cháu sao? Những bài học từ trẻ con là tấm gương sáng chói
nhắc nhở cho người lớn phải biết trong xã hội đạo đức đang mất dần. Vì thế, chúng ta hãy xem những bài học này quý giá vô cùng. Trẻ con thời đại này sao mà thông minh về đạo đức không thể ngờ được. Có phải chăng vì nền đạo đức của loài người đang xuống cấp trầm trọng thì quy luật nhân quả phải điều hành để cân bằng thiện ác, không thể để ác nhiều. Vì thế các vị thần đồng đạo đức xuất hiện để cân bằng thế giới vật chất và đạo đức. Cho nên trẻ con ngày nay phát triển trí tuệ mọi mặt rất sớm. Đó là một việc tự nhiên của vũ trụ. Nhờ đó mà con người mới ra sức rèn luyện nhân cách đạo đức làm người, làm thánh để chuyển dần cuộc sống đến chỗ hoàn toàn yên vui và hạnh phúc chân thật. Câu chuyện phước báo hiện tiền. Thuở xưa có một cặp vợ chồng rất nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, sống rất khổ sở, thường bị đói lạnh bức bách mà không làm gì khác hơn để thay đổi tình thế được. Tuy họ đi khắp nơi tìm việc khó nhọc để làm, nhưng việc làm quá khó kiếm. Nhìn thấy thiên hạ giàu có dư dả, còn mình thì cùng khốn như thế, hai vợ chồng không ngừng cùng nhau than vắn thở dài. Trở về căn nhà rách nát của mình, người chồng tên Kệ Di La ngồi trước mặt vợ nói rằng: Đức Phật có nói, người ta nghèo khổ là vì kiếp trước bủn xỉn tham lam. Tuy giàu có, gia tài vạn ức, mà nếu không tu phúc, không bố thí, thì kiếp sau chắc chắn không thể sống sung túc được. Kệ Di La ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: Than ôi, chúng ta kiếp trước không tu phúc, không biết gieo trồng phúc điền, nên kiếp này cùng khốn như vậy. Vợ ông nghe thế, vọt miệng nói mà không suy nghĩ: Thế thì bây giờ mình tu phúc đi, đời này mình không giàu có thì hy vọng đời sau sẽ khá hơn. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như bà. Nhưng hiện tại ba bữa ăn một ngày mình còn kiếm không ra, lấy tiền đâu mà bố thí cúng dường đây? Nói tới tiền thường làm cho người ta nhức đầu, không biết phải làm cách nào để đào cho ra. Nhưng đàn bà thường nhanh trí, nên người vợ nghĩ ra ngay một giải pháp, nói với chồng rằng: Đừng lo, ông hãy đem tôi đi bán, làm đầy tớ cho người ta, lấy số tiền đó làm phúc, có khó gì đâu. Bà thấy giải pháp của mình rất hay. Nhưng Kệ Di La lắc đầu thở dài: Không, không thể làm như thế được. Tôi đem bà đi bán cho người ta rồi, làm sao tôi sống nổi đây? Vì cặp vợ chồng tuy nghèo khổ, nhưng tình cảm của họ với nhau rất mặn nồng. Người vợ lại nói: Nếu ông không bỏ tôi ra được, thì cả hai chúng ta đều đem thân đi bán để lấy tiền làm Phật sự, thì việc thiện đó lại càng có giá trị chứ sao? Hai vợ chồng bàn tính và quyết định rồi, bèn đến nhà một phú ông kể rõ ngọn nguồn. Phú ông ưng thuận mua họ, hai bên thỏa thuận giá cả, kỳ hạn cho họ 7 ngày để lập hội trai tăng cúng dường. Sau 7 ngày, hai vợ chồng sẽ trở lại nhà phú ông làm đầy tớ trả nợ. Cầm số tiền trong tay, hai vợ chồng Kệ Di La mừng rỡ vô cùng, chạy mau đến chùa lập hội trai tăng cúng dường. Hai người quên hết tất cả mọi khổ sở, hết lòng hết dạ phụng sự đại chúng. Họ cảm thấy rằng đó là những ngày quý giá nhất đời họ, và cũng là những gì cuối cùng thuộc về họ. Trong suốt 7 ngày ấy, họ muốn thay đổi vận mệnh của mình và tu nhân phước đức
cho đời vị lai. 6 ngày trôi qua, đến ngày cuối cùng, bỗng nhiên nhà vua cũng đến chùa mở hội trai tăng. Theo tục lệ thì khi vua đến, bất kỳ người nào cũng phải nhường chỗ cho vua cúng dường trước. Nhưng Kệ Di La nhất định không chịu nhường. Nhà vua không bằng lòng, cho triệu Kệ Di La đến. Trước mặt nhà vua, Kệ Di La thật tình tâu rằng: "Tâu bệ hạ, xin bệ hạ tha lỗi hạ thần vô lễ. Chỉ vì hôm nay là ngày cuối cùng thuộc về hạ thần, ngày mai hạ thần thuộc về người khác mất rồi, cho nên hạ thần không thể nhường cho bệ hạ ngày cuối cùng của hạ thần để làm việc trai tăng." Nhà vua nghe thế, bèn hỏi Kệ Di La nhân duyên gì lại đến đây làm lễ trai tăng cúng dường, và nhất là tại sao bắt đầu từ ngày hôm sau lại thuộc về người khác. Kệ Di La kể hết mọi sự việc cho vua nghe. Vua cảm thấy tội nghiệp họ và khen ngợi tinh thần không tiếc tiền, không tiếc thân, không tiếc mạng sống của họ. Vì vậy, vua ban cho họ rất nhiều quần áo, của cải quý giá và còn cấp cho rất nhiều đất để họ lấy đó kiếm sống. Nhân quả không bao giờ lừa dối ai. Người nào chân thành phát tâm bố thí cúng dường, tự nhiên sẽ gặp cơ hội phát tài không thể nào ngờ được. Chuyện dũng mãnh. Xưa kia, có một vị thiền sư tên là Diệu Pháp ở chùa Dư Sơn, tuổi đã ngoài 70. Một hôm, thiền sư đang ngồi niệm Phật trên bàn thạch, bỗng thấy một người nhảy xuống suối tắm, cách thầy độ 10 thước. Thầy trừng mắt nhìn một hồi lâu, rồi than rằng: "Bản tính chúng sinh chẳng phải là dữ, chỉ vì mê mà đến nỗi gây nên tội ác như kia. Đời này mắc lưới pháp luật, đời sau phải đọa làm tam đồ, biết mấy kiếp mới ra cho khỏi." Người đi tắm kia độ 30 tuổi, mi to mày rậm, vai rộng lưng dài, nghe tiếng được tiếng mất, vội vàng lên bờ mặc áo, rồi đến hỏi: "Tôi tắm can chi đến thầy, mà thầy lại rủ tôi chi chi, những là tam đồ, là độc ác." Thầy Diệu Pháp đáp: "Nam mô A Di Đà Phật. Tôi là người tu hành, lẽ đâu sinh lòng rủ ai? Anh đừng ngờ vực mà mang lấy tội. Vì tôi thấy anh tai nạn sắp đến nơi, sẽ bị gông cùm khổ sở, nên tôi thương xót, thở than một đôi lời, chứ không ký gì ác cả." Thầy già lẫn quán mắt: "Thầy sao biết được tai nạn của tôi mà nói càng như vậy?" "Anh thật là nóng nảy quá. Tôi tu hành đã lâu năm, lẽ đâu phạm giới vọng ngữ. Khi vừa thấy anh, tôi đã biết nghề anh làm không phải là nghề lương thiện. Có nhân duyên thì có quả báo. Anh còn mê nên không biết đó thôi. Ước chừng trong 1 tháng nữa, dù anh cao bay xa chạy thế nào cũng mắc lưới pháp luật." Anh ta giật mình, chắp tay lại thầy và nói: "Thầy thực là một vị đại sư đoán không sai một mãi may. Con tự biết tội lỗi đã nhiều, xin thầy liệu có phương pháp gì cứu con khỏi tai khỏi nạn?" "Cứu khổ cứu nạn là bản nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng từ nay về sau, anh phải biết sửa đổi tâm tánh, thường niệm tên Ngài thì thế nào cũng thoát khỏi tai ách." "Bạch Thầy, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vì sao mà được phép màu như vậy?" "Các vị Phật, Bồ Tát cũng một tâm như mình cả. Vì có công tu tập
nên tâm ấy được hoàn toàn tấn hóa, rũ sạch các mê lầm và chứng được công đức vô lượng vô biên. Người đời cũng một tâm như vậy, nhưng vì không chịu tu tập nên bị màn vô minh bao phủ, dễ mắc vào lưới tham sân si, phải luân hồi mãi mãi. Cổ nhân có câu: nhất thất nhân thân, vạn kiếp nan phục, nghĩa là một phen mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Như thế, được sinh làm người, nghe được Phật Pháp mà không biết tu hành cho giải thoát thì uổng biết chừng nào. Lỡ làm điều tội lỗi rồi phải sa đọa vào địa ngục, ngạ quỷ súc sinh thì muôn kiếp thoát ra không nổi. Anh nên nghe lời tôi, về nhà tự tu tự tỉnh. Đừng để đến khi lửa cháy đến mi thì dù có lo cũng không còn kịp nữa. Nghe thầy nói xong, anh liền ra về, ra tuồng hối hận. Vài bữa sau, khi thầy đưa ngồi tọa thiền niệm Phật, thấy một người đến trước mặt quỳ lại ba lại và xin quy y làm đệ tử. Thầy hỏi: anh có phải là người tắm bữa trước không? Anh quê quán ở đâu? Suy nghiệm thế nào mà nay đến đây xin xuất gia đầu Phật? Nam mô A Di Đà Phật. Tên con là Dũng Mãnh, ở làng này. Con nhà lương thiện, khi còn nhỏ cũng có theo học chút ít về nho giáo, nhưng chẳng may cha mẹ mất sớm, không ai dạy bảo. Rong chơi trong xóm, đánh cờ đánh bạc, bài mưu định kế, gian xảo đủ điều, mà gia tư càng ngày càng sa sút. Khi ấy, các bạn lại rủ rê thêm một nghề ăn trộm nữa. Lòng tham sẵn, biết đâu là phải trái, miễn được đồng tiền. Ban đầu con còn e ngại rụt rè, đến sau tập giữ thành tánh, chỉ biết rình ngõ dò đường cho thành thuộc, nghĩ mưu mẹo cho khôn ngoan, cốt lấy được nhiều tiền là sung sướng, chứ không biết gì nữa hết. Con ma tham dục đã dắt lối đưa đường, dù mưa to gió lớn cũng ngồi chỗ xó vườn không biết chi lạnh lẽo. Một mực trèo tường đào gạch, cậy đố khoét phách, vào những nơi hổ huyệt mà cũng không biết gì là nguy hiểm, dẫu được của như nước mà cũng không giàu có hơn ai. Ngày tháng qua đi, từ khi gặp thầy, về nhà ngồi nghĩ lại những hành động ấy mà rùng mình rợn óc. Ôi, vì con mà bao nhiêu người tan cửa nát nhà, vì con mà bao nhiêu người phải đau lòng xót ruột. Càng suy nghĩ càng thương, thương đến nỗi ước chừng các cụ lấy được, giá có còn cũng đem trả lại hết. Ngờ đâu, ngẩn ngơ đôi ba ngày, mà xem trong lưng gạo không tiền hết. Còn mà ích kỷ thúc giục bên tai con, cái đói đã tới cời bên tai. Thôi, xếp đạo đức lại mà đi kiếm gạo. Bấy lâu con rình nhà bà quản oai, một nhà giàu có, đường xá thông lào cả rồi. Hôm nay lại mưa to gió lớn, trời tối như mực, cũng nên qua nhà ấy mà kiếm món tiền để tiêu. Thói cũ lại tuôn ra như nước. Còn bất giác phải mang đồ nghề bước ra, đi thẳng đến nhà bà quản oai. Bấy giờ chỉ có một mẹ một con ở nhà, nên con lách dậu, thuốc chó, rồi chắc có lẽ đêm ấy cũng được món tiền kha khá. Con lần bước đến gần, nhìn vào cửa thấy một người con gái tuổi trẻ đưa ngồi tựa án, trong ngọn đèn khuya, đầu tóc rối bù, ra dáng âu sầu khổ não. Con đứng nép bên trái nhà chờ cho cô ta đi ngủ. Ngờ đâu từ canh một đến canh tư mà thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng đi ra đi vào,
tâm sự con đêm hôm ấy bối rối tợ tơ vò. Khi nhớ đến thầy dạy thì muốn quay trở về, mà cứ hễ cất bước đi thì con ma tham dục kéo níu trở lại, không sao về được. Đêm khuya thanh vắng, nghe trong mình mỏi mệt dường nào thì lòng tham lại thôi thúc lên chừng nấy. Khi sắp đến canh tư, trong lòng con chỉ còn là một thằng ăn trộm hung dữ mà thôi, không còn nhớ lời thầy dạy bảo gì cả. Rồi lại nhìn lối cửa sau một lần nữa, cũng vẫn thấy cô ta còn thức. Khi bấy giờ tức giận nổi lên, còn rút dao phá cửa, quyết vào giết đi cho đáng kiếp. Đến bây giờ con nghĩ lại thật là vô lý quá, nhưng khi đó lòng tham đã nổi lên, còn biết chi là phải trái. Của người ta để trong rương mà nghĩ như của mình, thì người thức không cho mình lấy, tức là người giữ phản đối với mình. Vì vậy mà mình giận, mình quyết giết người ta cho bằng được. Ôi, cái năng lực của con ma tham dục nghĩ mà ghê mà sợ. Một người đã được nghe lời phải, lại biết hối hận như con, mà còn tối tâm mù mịt, làm càng làm dở, huống chi ai ai. Thật đáng thương cho những người còn mắc trong vòng tham dục. Con vừa phá cửa vào thì người con gái ấy đứng dậy một cách tỉnh táo bảo con rằng: "Chú ơi, chú cứu mẹ tôi với, mẹ tôi đau mệt, thầy thuốc chạy cả, chỉ còn một chút hơi thở thoi thóp mà thôi. Anh tôi đi xa, tin không về kịp, không biết làm sao bây giờ. Chú có phương chi cứu mẹ tôi, thì dù bổ đầu lấy não, mổ bụng lấy gan của tôi cũng đành lòng chết thay cho mẹ tôi. Xin chú làm ơn cứu mẹ tôi với." Lúc ấy, kỳ thực cô ấy chỉ biết có mẹ đau mệt, gặp ai thì xin cứu mạng, chứ không còn biết chi nữa cả. Con thấy lòng cô ấy chí hiếu như vậy, cũng cảm động rơi nước mắt. Sực nhớ lại thầy dạy, con liền khuyên cô ta đặt bàn thờ giữa sân, mà niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu Ngài linh ứng cứu cho bà mẹ sống lại. Cô ta nghe lời mừng rỡ khôn xiết, đặt hương án ngoài sân, khấn quỳ niệm Phật, lại nhờ con ngồi bên trong giúp bà mẹ cô ta. Con nghĩ cũng ngán thiệt, ai ngờ trong đời lại có người lạ như thế, ăn trộm đã phá cửa vào nhà, không kêu la người cứu thì thôi, lại trao cả nhà cửa tài sản cho người ăn trộm nữa. Cô ấy quỳ niệm Phật ngoài sân, đêm hôm tối tăm lại thêm gió trời lạnh lẽo mà không hề lay động, thật là chí thành chí kính. Khi ấy, nếu con muốn lấy của, dù vơ nhặt cả tài sản cũng không ai biết. Nhưng con thấy người con gái hiếu hạnh như vậy, nghĩ đến phận mình làm trai càng thêm tủi hổ. Lòng tham của con đã tiêu tan hết. Con chỉ còn nghĩ thân người cũng như thân mình, lo trông nhìn bà mẹ cô ta, chứ không còn nghĩ đến tiền bạc nữa. Con lại sực nhớ tới thầy là một vị cao tăng đại đức, mới thấy con mà thầy đã biết đầu đuôi gốc ngọn. Chắc ai cầu khẩn chuyện chi, thầy cũng hiểu rõ. Nên con cả đêm cầu thầy cứu mạng cho bà quản oai, kẻo tội nghiệp quá. Quả nhiên, đến khi gần sáng, có một vị đạo nhân trong chùa ra đưa cho cô con gái quỳ ngoài sân một chén thuốc. Thuốc có linh nghiệm hết sức, vừa đổ vào miệng là bà quản oai đã hắt hơi thở một tiếng mạnh, chân tay nóng lên, rồi mở mắt ra một cách tỉnh táo. Bà bảo người con gái: "Con ơi, ngờ đâu mẹ còn sống được trông thấy mặt con."
bà lại chỉ con mà hỏi: "Có phải nhờ chú này mà mẹ sống lại chăng?" Cô con gái thưa: "Dạ phải." Bà bảo con gái lại tạ ơn con rồi nói: "Mẹ chồng chú này cũng thiếu túng lắm, con hãy vào trong nhà lấy một món tiền khá lớn, đưa cho chú về tiêu dùng. Người sống hơn đống vàng, con đừng suy ít tính nhiều mà mang lấy tội. Chú túng cũng như mình túng. Con lấy mau đi, mang ra đây để chú còn về nghỉ ngơi, kẻo chú thức khuya mỏi mệt." Con liền đáp: "Chút công nhỏ mọn đâu dám kể ơn, bà sống lại đây là nhờ lòng hiếu hạnh của cô em chí thành cầu nguyện, cảm động đến chư Phật. Tôi không giấu chi bà, tôi chính là một thằng ăn trộm. Khi tôi phá cửa vào nhà, thấy cô em chí hiếu, cảm phục bội phần, nên không nỡ hạ thủ. Một đêm tôi đã giác ngộ được rồi. Muôn sự lỗi lầm từ trước, tôi xin sám hối. Từ nay nhất định cắt tóc đi tu. Của cải thế gian tôi không cần dùng làm chi nữa đâu, mà bà phải đền ơn đáp nghĩa." Thưa Thầy, sau khi từ giã hai mẹ con bà quảng quay, con đi một mạch đến đây để bạch Thầy xin xuất gia đầu Phật. Con xét lại ăn năn hết sức, người ta cũng một tâm mà sao lại hiếu hạnh khiêm cung, mình cũng một tâm mà sao lại gian tham độc ác. Nói rộng ra, Phật cũng một tâm mà sao lại từ bi hỷ xả, nhu hòa, nhẫn nhục, công đức vô lượng vô biên. Con cũng một tâm mà sao lại tham sân si hiểm độc, ích kỷ hại người, tội ác vô cùng tận. Như vậy nghĩ mà ghê mà gớm cho tâm mình, muốn bỏ cái tâm ấy đi rồi tu theo cái tâm tốt lành như của chư Phật. Thưa Thầy, con đã trình bày đầu đuôi gốc ngọn, muôn sự về trước đều sám hối cả. Xin Thầy tin lòng mà thu nhận làm đồ đệ. Con nguyện một lòng xin theo lời Thầy dạy bảo, dù có chết cũng không chối từ. Đại sư im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng bảo: "Tập quán anh đã nhiều kiếp nhiều đời, phép tắc giới luật nhà Phật, e về sau anh chịu không nổi. Nhưng anh đã nguyện thì hễ tôi dạy bảo chi, anh cũng phải nghe lời, tinh tấn tu học, dù thác cũng không nan từ." Sau đó, Thầy liền làm lễ thế pháp, truyền giới, giảng lý duy tâm và dạy dũng mãnh ngồi kiết già niệm Phật theo phép nhất hạnh tam muội. Dũng mãnh nhờ túc căn đã sẵn, giảng đâu hiểu đó, vừa thọ pháp xong liền tạ ơn Thầy và thưa: "Con nhiều kiếp nhiều đời say mê trong bể khổ, nay nhờ Thầy chỉ bảo đã biết đường tu tập. Nhưng con trộm nghĩ, con còn phải mang lốt dũng mãnh này thì dù có cao đàm diệu luận đến đâu cũng khó lòng phát khởi tính tâm cho thế gian được. Vậy con xin phép Thầy tọa thiền niệm Phật dưới gốc cây này, chờ đến khi nghiệp chướng tiêu diệt, thực tướng hiện tiền, bỏ thân này mà vãng sinh tịnh độ. Về sau mai ra mừng Phật thọ ký, con cũng nguyện phân thân trở lại xứ này để cùng Thầy hoằng tuyên Phật Pháp." Đại sư nhủ: "Nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Con hãy cố gắng trì niệm, tinh tấn niệm Phật, thì lo gì không chứng được quả vãng sinh cực lạc." Từ đấy, mỗi ngày đại sư thường thăm hỏi khuyên nhủ dũng mãnh và chỉ đường tu tập. Trong 7 ngày đêm, dũng mãnh ngồi kiết già nhập định,
đến ngày chót phá màn vô minh, thấy được chân như bản tánh, dũng mãnh xét mình sắp xả báo thân, nên đến đảnh lễ tôn sư, giả từ đạo hữu. Trưa hôm sau, cả tăng ni, đạo hữu trong chùa đều đến hộ niệm. Bổn đạo xa gần nghe tin, đến xem đông vô kể. Thầy dũng mãnh ngồi kiết già, hai tay chắp rồi niệm bài kệ rằng: Biến quang pháp giới, bản vô nhất Phật, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Đọc bài kệ rồi, trời đã đúng ngọ, thầy dũng mãnh nhập tịch, mùi hương bát ngát, hào quang sáng ngời. Tăng ni đạo chúng lại sờ mình thầy dũng mãnh, thấy đã viên tịch. Nhìn cây đại thọ trước cửa chùa, cành lá đều ẩn sắc vàng, các thứ chim tụ về kêu nhịp nhàng, như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Hơn ba ngày, bầy chim mới giải tán. Câu chuyện chết cả gia đình. Batakara là con gái một gia đình giàu có ở Xá Vệ. Gia sản lên đến 400 triệu. Nhan sắc cô tuyệt đẹp. 16 tuổi được cha mẹ cho ở tầng chót tòa nhà 7 tầng, canh gác cẩn thận. Tuy vậy, cô vẫn thông gian với gia đồng của mình. Cha mẹ đã hứa sẽ gả cô cho một chàng trai đồng giai cấp. Ngày cưới gần kề, cô bảo tên gia đồng hãy tìm cách mang cô khỏi nơi này, nếu thật sự thương yêu cô. Và họ đồng ý trốn đi. Đến ngày hẹn, cô dậy sớm ăn mặc dơ bẩn, tóc tai rối bù, còn bết thêm bụi đỏ vào mình. Cầm bình đựng nước, giả bộ ra ngoài kiếm nước để đến chỗ hẹn. Rồi cả hai đi thật xa, đến một làng nọ sinh sống. Chồng trồng trọt, gom củi và lá trong rừng, vợ xách nước, giã gạo, nấu ăn, làm việc nội trợ. Một thời gian sau cô có mang, cô muốn về nhà cha mẹ sinh nở để được giúp đỡ, nhưng anh chồng không chịu, sợ họ bắt tội và hành hạ mình. Cô đòi nhiều lần vẫn không được, nên khi chồng vào rừng, cô gửi nhà cho hàng xóm rồi về nhà cha mẹ. Anh chồng trở về hay được, rượt theo bắt cô trở lại. Nhưng đến một nơi cô chuyển bụng, sinh được một bé trai, cả hai lại trở về nhà. Lần sau có mang, cô cũng bỏ về nhà cha mẹ như trước. Anh chồng tìm theo cũng bắt cô trở lại. Trên đường về, bất ngờ một cơn bão lớn thổi tới, mưa như trút, sấm sét không ngừng. Đúng lúc đó cô chuyển bụng. Anh chồng đi tìm cây che chòi cho cô lâm bồn. Thấy bụi cây trên ụ mối, anh ta vừa bẻ xuống thì rắn độc trườn ra cắn chết. Thân nóng như lửa, mình mẩy tím ngắt. Patakara đau bụng dữ dội, chờ hoài không thấy chồng trở lại. Rồi cô sanh đứa thứ hai. Cả hai đứa không chịu nổi gió mưa, khóc thét lên. Cô chỉ có cách áp chúng vào ngực, úp mình xuống chịu trận như thế suốt đêm. Toàn thân như không còn chút máu, người như chiếc lá vàng úa. Hừng đông hôm sau, cô lên đường, tay ôm đứa mới sinh đỏ hỏn trong lòng, tay kia đưa cho đứa lớn nắm. Ba mẹ con thất thiểu đi theo đường anh chồng đã đi, và thấy anh nằm chết gần ụ mối. Cô than khóc ai oán rồi đi tiếp. Đến bờ sông Asiravati, nước dâng cao, nhiều chỗ đến thắt lưng. Cô quá yếu không thể lội qua với hai đứa con. Để đứa lớn bên này, cô đem đứa nhỏ qua sông,
bẻ một nhánh cây trải đặt nó lên, rồi quay trở lại. Vừa bơi vừa nhìn ngoái lại, đến giữa dòng, cô thấy một con diều hâu xà xuống quắp đứa bé. Cô hốt hoảng xua tay hét lên, "Bay đi, bay đi!" Nhưng nó không nghe vì quá xa, và chợt đứa bé bay đi mất. Bên này, đứa con lớn thấy mẹ quơ tay tưởng gọi mình, cũng bò xuống sông, bị nước cuốn mất. Chồng bị chết, đứa con thì bị chim tha đi, đứa thì nước cuốn. Cô quá khổ, thất thiểu cố gắng đi về nhà cha mẹ tại xá vệ. Gặp một người từ trong thành đi ra, cô hỏi thăm về gia đình mình. Ông kia biết, nhưng hình như không muốn nói đến. Cô cứ hỏi riết, buộc ông phải nói sự thật. Là gia đình cô, cả nhà bị trận bão hôm qua làm sập đè chết hết. Hàng xóm và thân nhân vừa thiêu họ xong. Khói còn bốc lên trên giàn quả, từ xa vẫn trông thấy. Cô nghe xong quá đau đớn nổi điên ngay, y phục rớt hết mà không hay biết. Cô trần trù như thuở mới sinh, lang thang khóc lóc thở than. Hai con ta đã chết, chồng ta chết giữa đường, cha mẹ và anh cũng đã thiêu trên lửa hừng. Ai thấy cô cũng đều la lên, đồ điên, đồ điên, kẻ ném rác, kẻ tung bụi vào cô. Lúc ấy, Thế Tôn ngụ ở Tịnh Xá Kỳ Viên, đang thuyết pháp giữa hàng môn đệ. Ngài trông thấy cô từ xa và biết cô đã viên mãn 100.000 kiếp, tròn lời nguyện và đạt đến cứu cánh. Do đó, Thế Tôn khiến cô đến Tịnh Xá. Các đệ tử la lên đừng để cô điên vào, nhưng Phật bảo cứ để cô đến, rồi nói với cô, "Này cô, hãy tỉnh trí lại đi." Nhờ thần lực của Phật, cô lập tức khôi phục tâm trí. Ngày đó, cô nhận ra y phục mất hết, cảm thấy xấu hổ và sợ tội. Cô vội úp mình xuống đất, một người ném cho cô y khoác. Mặc xong, cô phủ phục dưới chân Phật thưa, "Bạch Thế Tôn, con xin quy y Ngài. Nương tựa Ngài, còn có một đứa con bị diều tha, một đứa bị nước cuốn, chồng con chết, cha mẹ anh em con cũng chết." Phật bảo, "Bhatakara, đừng phiền muộn. Ngươi đã đến với người có thể là nơi ẩn trú, nơi che chở, nơi nương tựa cho ngươi. Những điều ngươi kể đều đúng cả. Cho đến ngày nay, qua biết bao nhiêu vòng luân hồi, ngươi đã khóc vì mất con, mất người thân, nước mắt rơi nhiều hơn nước bốn biển." Và Ngài nói kệ sau, "Nước bốn biển ít hơn so với lệ nước đổ, vì sợ và quẫn trí, tại sao còn phóng dật?" Phật giảng giải cho cô hiểu, thân người là giả tạm, có sinh phải có tử, sống là cha mẹ, chồng vợ, anh em, con cháu, chết thì đường ai nấy đi trong sáu nẻo luân hồi. Không ai chịu thay nghiệp quả cho ai. Mỗi người nên nhận thức sự thật của kiếp sống giả tạm này, tinh tấn tu hành để được giải thoát khỏi khổ đau. Nghe Phật giảng giải, cô như người sắp bị chết đuối được cứu vớt. Tâm cô trở nên sáng suốt, những khổ đau lắng dịu, liền xin Phật xuất gia. Phật liền đồng ý. Về sau, cô nỗ lực tu hành và cũng chứng được thánh quả. Thật là hạnh phúc cho Bhatakara. Trong sự khổ cùng cực của cuộc đời, nếu không gặp Phật,
cô sẽ ra sao. Quả thật, Phật là một bậc đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn của nhân loại. Câu chuyện một việc nhỏ. Một gia đình gồm hai vợ chồng và bốn đứa con nhỏ, dịp hè cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển. Bọn trẻ rất thích tắm biển và xây những tòa lâu đài trên cát. Bố mẹ của chúng thuê một cái liều ngồi uống nước trên bờ, dõi nhìn các con vui đùa không quá xa ngoài kia phía trước mặt. Thế rồi họ chợt trông thấy một bà cụ già nhỏ nhắn, ăn mặc sền soàng, trên tay cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại. Tóc bà đã bạc trắng, bị gió biển thổi tóc lên càng làm cho khuôn mặt nhăn nheo của bà thêm khó coi. Bà cụ đang lẩm bẩm một điều gì đó, giáo giác nhìn rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những thứ gì đó trên bãi biển, bỏ vào cái túi. Hai vợ chồng không hẹn mà cùng vội chạy ra gọi con lại, căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khả nghi kia. Dường như họ cố ý nói to cho bà ta nghe thấy để bà ta đi chỗ khác kiếm ăn. Cụ già không biết có nghe thấy gì không giữa tiếng sóng biển ì ầm, chỉ thấy bà cứ từ từ tiến về phía họ. Thế rồi cụ dừng lại, nhìn thấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình. Bà mỉm cười với chúng, nhưng không ai đáp lại, chỉ giả vờ ngó đi chỗ khác. Bà cụ lại lặng lặng làm tiếp công việc khó hiểu của mình. Còn cả gia đình kia thì chẳng hứng thú tắm biển nữa, họ kéo nhau lên quán nước phía trên bãi biển. Trong lúc nói chuyện với người phục vụ bàn ăn cùng những khách hàng trong quán, hai vợ chồng quyết định hỏi thăm xem bà cụ khả nghi kia là ai, và họ sững sờ. Bà cụ ấy là người dân ở đây, từng có một đứa cháu ngoại vì bán hàng rong trên bãi biển, vô tình đạp phải mảnh chai, rồi bị nhiễm trùng, sốt cao, đứa bé bị bệnh uốn ván. Từ dạo ấy, thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cụ cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển, tìm nhặt những mảnh chai, những mảnh sắt hoặc hòn đá có cạnh sắt. Mọi người hỏi lý do thì bà đáp mà đôi mắt ướt nhoe: "Ồ, tôi chỉ làm một việc nhỏ thôi ấy mà, để các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thương của tôi." Nghe xong câu chuyện, người chồng vội chạy ngay xuống bãi biển, mong có thể nói một lời xin lỗi và một lời biết ơn chân thành. Nhưng bà cụ đã đi xa rồi, bóng bà chỉ còn là một chấm nhỏ trên bãi biển vắng người khi chiều đang xuống. Câu chuyện lòng lành đổi tướng thay tên. Người thọ âm dương của trời đất và khí huyết của cha mẹ mà sinh ra, từ bậc vua quan cho đến bậc dân giả cũng đều như nhau cả. Nhưng trong đó, mái tạo hóa có phân biệt khác nhau là cái tướng. Bởi vậy nên người tuy đông mà không ai giống ai hết. Tướng ấy thể hiện người sang, hèn, giàu khó, yểu thọ, ngai gian, vân vân. Hễ hình hài mang lốt tướng nào thì vận sự thành theo bậc ấy, không khi nào sai. Hồi đời vua Vĩnh Lạc, nhà Minh bên Tàu, có một người tên là Trịnh Hưng Nhi, coi cút một mình, không cha mẹ bà con chi hết. Chàng bèn đến dinh quan Bộ Lan là họ Vương, xin ở hầu sai khiến. Được nửa năm, ông thấy chàng mới 17 tuổi,
mà thật thà, siêng năng và cung kính, nên ông đem lòng thương, không cho làm việc nặng, để ở trên nhà khách lau dọn bàn ghế và sai khiến trong khi có khách, hoặc trà nước, hoặc cơm rượu mà thôi. Ngày kia, phu nhân bệnh nặng, thuốc thang đã nhiều mà không thấy công hiệu, trong khi quan bộ lang lo buồn, thình lình có khách là ông Viên Thượng Bửu đến thăm. Nguyên ông này tên là Trung Kiệt, làm chức Thượng Bửu Tư Thừa, là con của ông Viên Liễu Trang, cha con tướng thuật như thần, tại xứ Kinh Kỳ ai cũng kính phục. Khi chủ khách ngồi yên, ông Thượng Bửu ngó qua bộ lan và nói rằng: "Ngày sau mà khí trệ, chắc là bữa quyến có bệnh không yên. Nhưng cái tướng này không phải ở trong sinh ra, thật ở ngoài mà đến, hoặc có chỗ tránh được cũng chưa biết chừng." Quan bộ lang vẫn biết ông Thượng Bửu thần tướng, nay xem tướng mình lại đoán trúng việc nữa, nên ông muốn hỏi cho cặn kẽ. Nhưng chưa kịp hỏi, kế tiếp Trịnh Hương Nhi bưng khay trà lên mời hai ông uống, rồi trở xuống nhà sau. Ông Thượng Bửu thấy Trịnh Hương Nhi, bèn nói nhỏ với quan bộ lang rằng: "Trò nhỏ pha trà đó là người chi trong nhà?" "Nó là đứa ở của tôi, ngài hỏi có việc gì không?" "Quý quyến của ngài hay sinh bệnh là bởi tại trò đó có cái tướng phòng chủ. Nếu nó ở lâu với ngài thì sợ trong nhà phải hao người, vậy ngài cũng liệu mà cho nó ra khỏi nhà thì tự nhiên sẽ bình an. Hèn chi, từ khi nó đến ở với tôi tới nay ước chừng được 5-6 tháng, trong nhà tôi đau ốm luôn luôn, không ngày nào toàn mạnh, nhưng nó tánh nết dễ thương, tôi đâu nỡ đuổi đi." Khi ông Thượng Bửu ra về, quan bộ lang đem lời ý thuật lại. Phu nhân nghe xong, liền bảo ông hãy mau cho nó đi. Ông sợ trái ý vợ mà thêm bệnh, bất đắc dĩ ông phải kêu Hưng Nhi vào cho 10 quan tiền, rồi bảo đi nơi khác ở. Hưng Nhi khóc lóc thưa rằng: "Con không có khi nào trái ý chủ, mà nỡ nào lại đuổi con?" Ông bộ lang bèn đem việc ông Thượng Bửu xem tướng mà thuật lại. Chàng biết thần tướng đã nói như vậy, không thể nào ở được, liền lại ông bà rồi ra đi. Quả nhiên, khi chàng ra khỏi nhà, phu nhân bắt đầu mạnh dần, rồi từ ấy về sau trong gia đình yên ổn. Những người trong nhà của quan bộ lang thấy ông Thượng Bửu nói tướng của Hương Nhi như vậy thì đều giụm năm giụm bảy, luận nọ bàn kia, 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền 1000, làm cho cả kinh thành ai cũng hay biết việc ấy cả. Chàng Hưng Nhi ra ngoài đường, lững thững không biết đi đâu. Trời vừa tối, chàng vào trong am Quan Âm, nằm trước mái hiên, lăn qua trở lại, ngủ không được. Chàng bèn than thở rằng: "Người ta có cha mẹ bà con, lại giàu sang tướng tốt, còn mình đã tứ cố vô thân, lại có cái tướng hại chủ. Nay không tội mà bị đuổi, thì ai còn chịu làm chủ mình nữa, chi bằng chết cho mát thân còn hơn." Chàng suy đi nghĩ lại như vậy rồi mệt sức ngủ quên. Bỗng thấy một người tay cầm nhành lá ở trong am bước ra, đứng ngay trên đầu chàng. Chàng bèn lật đật ngồi dậy, thì bà ấy lấy nhành lá chỉ ngay nơi mặt chàng mà nói rằng: "Con chớ nên tự tử, vì con tuy có tướng xấu
mà lòng con tốt, cũng có ngày con được nên thân. Bà ấy nói mấy lời như trên đó, liền bước vào trong am. Kế đến Hưng Nhi giật mình thức dậy, mới biết là điềm chim bao. Sáng ngày, chàng nhớ điềm mộng ấy, không dám tính tới việc chết nữa, cố lo tìm đến các vinh quan hoặc các nhà giàu sang mà xin ở hầu hạ. Nhưng đáng thương thay, ai nấy nghe đến tên Hưng Nhi cũng đều làm ngơ, không chịu cho chàng ở. Chàng đi tối ngày cũng về am Quan Âm mà ngủ trọn nửa tháng trường như vậy. Lúc ấy, 10 quan tiền của quan bộ lang cho, chàng đã tiêu xài hết rồi. Nên chàng bối rối trong lòng, không biết tính làm sao để sống cho qua ngày tháng. Một đêm nọ, chàng nằm thao thức, nghĩ rằng nửa tháng nay mình đi đến chân thành mà chẳng có một người dung nạp. Vậy mai đây mình phải ra khỏi chân thành mà tìm kiếm, họa mai có gặp mối chăng? Sáng ngày chàng thức dậy, vừa ra khỏi cửa thành thì lại muốn đi đại tiện. Chàng liếc xem bốn phía, thấy nơi bờ thành có 2 dãy nhà cầu. Dãy bên tả thì đàn ông lui tới không dứt, còn dãy bên hữu thì đàn bà cũng ra vào liên tiếp. Chàng nhắm dãy bên tả đi vào, lựa một căn trống bước tới, liền ngồi đại tiện. Khi đứng dậy ngó lên nóc nhà thì thấy một gối bằng vải đen móc toàn ten. Chàng lấy làm lạ, liền với tay móc gối xuống. Biết nặng nhưng chưa biết vật chi ở trong, bèn đem ra chỗ vắng mở lớp vải ở ngoài, thấy có 300 lượng bạc gói trong 30 gói bằng giấy xanh. Khi mới thấy bạc ấy, chàng mừng rỡ mà nghĩ rằng: hay cho ta, bữa nay hết tiền, mai lại được bạc nhiều như thế, còn lo chi là nghèo và sợ chi là bị đuổi. Nhưng chàng lại nghĩ rằng, củ này chắc là kẻ đi đại tiện bỏ quên, như người khách thương giàu có mà bỏ quên gói bạc này, dù có mất đi nữa thì họ còn bạc khác, ta có lấy luôn cũng không hại chi. Nhưng người thiếu hụt phải đi vay mượn hoặc bán đất vườn để lo việc công danh hay làm việc cực khổ, mà ta lấy đi thì hại cho gia đình và tánh mạng của họ lắm. Huống chi trời cho ta mạng cùng cực, làm đầy tớ cũng còn chưa yên, lại có phước đức đâu mà hưởng của sẵn này. Chỉ có đem trả cho người là phải, đã chẳng hổ với lương tâm, lại khỏi hại đến công việc của người, mà cũng không trái ý trời nữa. Chàng Hưng Nhi nghĩ như vậy, liền xách gói bạc đến gần nhà cầu, lựa khi người ta không thấy, bèn moi đất vùi lấp gói bạc xuống, rồi ngồi gần một bên, chăm ngó vào nhà cầu mãi, xem có ai đến kiểm hay không. Chàng ngồi một chập lâu, bèn thấy một người đàn ông hớt hải chạy đến, vào căn cầu này qua căn cầu khác, luôn hết cả dãy cầu bên tả, rồi ra đứng ngoài. Tay thì bứt tóc trên đầu, miệng thì nói rằng: thế này thì tôi phải chết, còn sống mà làm chi? Hưng Nhi thấy người ấy hớt hải và nghe mấy lời than thở như thế, thì biết chắc là người đi kiếm gói bạc. Chàng liền lên tiếng kêu rằng: ơ, anh kia, có việc chi cần kiếp, lại đây nói cho tôi biết, quả mai tôi có thể giúp đỡ được gì không? Người ấy nghe kêu liền chạy lại nói rằng: em ơi, thời vận của tôi thật xui, nguyên chủ tôi giao bạc cho tôi đem đến kinh mà lo sự thăng quan,
đêm qua ngủ tại tiệm cơm gần cửa thành này. Vì phòng ngủ không được chắc chắn, nên tôi thức cả đêm. Sáng ra tôi đến nhà cầu này, lại móc gói bạc nơi cái đinh lớn. Rồi khi đi tôi bỏ quên lại đó. Bây giờ tôi biết lấy chi mà lo, và khi về biết nói lời chi cho khỏi tội, nên tôi muốn liều mình tự tử cho rồi. Hưng Nhi hỏi rằng, chủ của anh làm quan chi, còn anh là người chi của chủ, họ tên là gì? Xin cho tôi biết, rồi tôi sẽ giúp cho. Người ấy liền nói, chủ của tôi là Trịnh Hùng, làm quan chỉ huy tại phủ Hoài An, còn tôi đây họ Trương, chủ cho làm chức đô quản, và người ta thường kêu tôi là Trương đô quản. Nếu như em biết ai lấy gói bạc đó thì nói giùm cho tôi xin lại, ơn ấy tôi không dám quên. Hưng Nhi lại hỏi nữa rằng, gói bạc của anh được bao nhiêu và hình dáng cái gói ra sao, anh nói cho tôi nghe thử. Người ấy đáp rằng, ở ngoài gói bạc bằng vải đen, bên trong có 300 lượng bạc gói bằng giấy xanh, mỗi gói là 10 lượng. Hưng Nhi cười rằng, chính em đây lượm được gói bạc ấy, nên ngồi đợi anh mà trả lại. Chàng nói vừa dứt lời, liền moi đất xách gói bạc lên đưa cho người ấy. Đô quản thấy gói bạc của mình thì rất mừng, bèn mở ra đếm lại, y nguyên không thiếu một lượng nào, rồi đứng dậy vòng tay thưa rằng, em nhỏ người mà đức lớn, tôi xin kính lại 50 lạng để đền ơn. Hưng Nhi nói rằng, nếu như em muốn lấy gói bạc đó thì em đã đem đi mất rồi, cần gì phải ngồi đây đợi anh làm chi? Xin anh chớ nên làm hư cái tâm thật của em. Trương Đô Quản hỏi rằng, em nhà cửa ở đâu, tên họ là chi? Xin cho tôi biết, phòng sao tôi tìm đến mà đáp tình. Em tên là Trịnh Hưng Nhi, 17 tuổi, mồ côi từ thuở bé, không cha mẹ, không bà con, không nhà cửa chi hết. Em đừng ở đầy tớ cho quan bộ lang, bị thầy tướng nói em có tướng hại chủ, nên em bị đuổi đi, hơn nửa tháng nay không chỗ nương tựa. Đô quản nghe nói thì động mối thương tâm, bèn nói rằng, em đương cơn cùng cực mà thấy của không tham, thật là lòng dạ thánh hiền, dẫu người xưa cũng không bị kịp. Thôi, em không cần đi đâu làm chi, cứ theo tôi vào quán ăn uống và nghỉ ở đó với tôi. Sáng ngày mai em giữ giùm hành lý, còn tôi thì vào các dinh quan mà lo công việc. Đến chừng xong rồi, tôi sẽ dẫn em về Hoài An, thưa cho chủ tôi biết. Vả lại chủ tôi cũng đồng họ với em, có lẽ em sẽ được việc tốt. Nếu chủ tôi không dùng em, còn tôi đây làm chức đô quản, có thể nuôi em 5-3 năm cũng được. Hưng Nhi nghe nói rất mừng, kế hai người dắt nhau vào quán ăn uống nghỉ ngơi. Sáng ngày, Hưng Nhi ở nơi quán mà giữ hành lý, còn đô quản thì vào bộ binh lo việc thăng bộ cho chủ mình là Trịnh Hùng xong, rồi trở lại chỗ nghỉ mà dẫn Hưng Nhi về xứ. Khi đến Hoài An, đô quản để Hưng Nhi đứng ngoài cửa ngõ, còn chàng vào bẩm các việc tại kinh cho chủ hay. Quan chỉ huy nghe nói rất mừng, bèn thốt rằng, nay ta được thăng chức du kích tướng quân là cũng nhờ ngươi thông thạo mới được việc. Đô quản bẩm rằng, không phải nhờ tôi, thật là nhờ một vị cứu tinh. Nếu không có vị cứu tinh đó thì chẳng những chủ đã không được quan chức mà tánh mạng của tôi cũng không còn. Ông du kích hỏi rằng, vị cứu tinh nào đó?
Đô quản liền kể hết việc mất bạc nhờ Hưng Nhi lượm được rồi trả lại. Ông Du Kích nói: sao không mời về cho ta đền ơn? Đô quản bẩm rằng: tôi có dắt người ấy về nhưng còn đứng ngoài cửa ngõ. Ông Du Kích lật đật ra ngoài dắt vào nhà khách mời ngồi, nhưng Hưng Nhi không dám, cứ xin để cho chàng đứng hầu mà thôi. Sao chàng bị mời ép hai ba phen nên phải kéo cái ghế ngồi lùi ra sau. Ông Du Kích nhìn xem tướng mạo của Hưng Nhi, biết không phải là người hà tiện, liền nói rằng: người họ Trịnh, còn ta đây cũng họ Trịnh, tuổi gần 50 mà vợ chồng không con. Ta muốn nhận ngươi làm con, phòng ngày sau nói dòng họ Trịnh, không biết ngươi có vui lòng chăng? Hưng Nhi lẩm bẩm: phận con hèn hạ, nếu quan lớn thương con, cho ở để sai khiến, thì cái ơn ấy đã lớn lắm rồi, có đâu dám mong đến sự làm con. Ông Du Kích nói rằng: không phải như vậy đâu, ngươi là một vị ân nhân của ta, lại là người khinh tài trọng nghĩa nữa. Nếu như ta lấy tiền của mà đền đáp, ngươi sẽ không chịu, còn mang ơn mà không cho báo, thì ta là người gì? Hưng Nhi nghe nói cạn lời, hết phương từ chối, liền cú lại ông mà kêu bằng cha. Ông Du Kích bèn cho mời phu nhân ra cho chàng lại mà kêu bằng mẹ, rồi đặt tên cho chàng lại là Trịnh Hưng Bang. Từ ấy về sau, mọi người trong xứ đó đều kêu chàng là công tử cả. Nói qua Trịnh Hưng Bang thời tốt phận đỏ, nên từ khi làm con của quan Du Kích tướng quân thì chàng coi sóc các việc trong ngoài, lại biết quạt nồng ấm lạnh, sớm viếng tối hầu, phải đạo một người con hiếu. Quan Du Kích thấy vậy vui mừng khôn xiết, bèn đem hết 18 món võ nghệ chỉ dạy. Chẳng bao lâu chàng đều tinh thông cả. Ông lại rước thầy văn thật giỏi về dạy cho chàng. Chàng cũng gắng chí học hành, soi kinh nấu sử, được vài năm đã trở thành một người văn võ kim toàn, thiên hạ thải đều kính phục. Sau nhân quan Du Kích làm chức tiên phong đi đánh giặc Sào Hầu, Trịnh Hưng Bang cũng theo cha lập được nhiều công trận. Quan Nguyên Soái thấy vậy đem lòng quý mến, bèn phong cho chàng làm chức chỉ huy. Rồi đến lúc yên giặc về triều, vua Vĩnh Lạc phong quan Du Kích làm chức điện tiền đại tướng quân và phong cho Trịnh Hưng Bang làm chức Du Kích tướng quân. Từ ấy cha con đều ở tại kinh mà cung chức. Một ngày kia, Trịnh Hưng Bang sực nhớ lúc ở hầu hạ quan Bộ Lang, tuy chàng bị đuổi nhưng tại chủ nghe lời thầy tướng, không phải bạc tình với mình. Chàng bèn nghĩ rằng đã về ở gần nhà mà không đến thăm viếng thì sao phải đạo làm người. Khi chàng vừa đến dinh quan Bộ Lang thì gia nhân chạy vào báo rằng có quan Du Kích đến viếng. Quan Bộ Lang lật đật ra ngoài nghinh tiếp, thẳng vào nhà khách rồi mời ngồi. Nhưng quan Du Kích đứng vòng tay mà thưa rằng: ngài là chủ, còn tôi là tớ, thì đâu dám ngồi đồng bàn, vậy tôi xin đứng hầu mà thôi. Quan Bộ Lang nghe nói lạ như vậy, bèn hỏi rằng: sao quan Du Kích lại xưng hô như thế, làm cho tôi xốn xang tức lòng? Du Kích thưa rằng: vậy chủ không nhớ tôi đây là Hưng Nhi hay sao? Quan Bộ Lang nghe nói liền nhìn kỹ lại, mới biết là người ở của mình đuổi thuở trước, chỉ khác vì mặc áo mão mà thôi.
thật là rỡ mình lạ vẻ cân đai, hãy còn hàm én mà ngài như xưa. Quan Bộ Lang đứng dậy nắm tay Quan Du Kích mà xin lỗi rằng: khi đó tôi nghe lời viên thượng bửu khiến tôi đắc tội cùng ngài, nay đã muộn rồi, ăn năn không kịp, vậy xin ngài dung thứ cho tôi. Quan Du Kích bèn thưa rằng: nếu lâu nay tôi còn ở đây thì bây giờ đâu có được phát đạt như vậy, việc ấy là nhờ lời nói của ông thượng bửu, nên tôi không phiền chủ chút nào, trái lại tôi còn cảm ơn ông thượng bửu nữa. Lúc ấy vừa có gia nhân vào báo rằng có ông thượng bửu đến, hai người muốn thử ông, bèn nói nhỏ với nhau rồi dắt vào trong phòng. Khi ông thượng bửu vào đến nhà khách, Quan Bộ Lang bước ra chào hỏi mời ngồi và bảo trẻ đem trà ra thiết đãi. Kế thấy Hưng Bang mặc bộ đồ cũ của kẻ gia nhân, tay bưng khay trà nước ra pha rồi khoanh tay đứng hầu. Ông thượng bửu thấy Hưng Bang bèn ngó xem một hồi rồi hỏi rằng: chú này là người chi trong nhà, xin mời ngồi đây nói chuyện, sao lại phải đứng hầu như vậy? Quan Bộ Lang nói: ngài không nhớ Hưng Nhi ở nhà tôi thuở trước mà ngài nói có tướng phòng chủ hay sao? Ông thượng bửu nghe nói sực nhớ chuyện cũ năm xưa, liền xem lại kỹ lưỡng mà đoán rằng chú này thật quả giống Hưng Nhi năm trước, nhưng tướng xấu thuở ấy đã biến đi đâu mất rồi, nay lại hiện ra tướng quan võ, giàu sang gồm đủ. Vả lại cái tướng ngày nay là do ân đức mà phát ra, tôi đoán chắc chú có làm một việc ân đức chi, hoặc cứu người khỏi chết, hoặc nhặt được của rồi trả lại cho người, nên mới đổi được cái tướng tốt ấy. Trịnh Hưng Bang nghe nói mấy lời ấy bèn khen rằng: pháp xem tướng của ngài thật là thần diệu. Chàng bèn đem việc từ khi bị đuổi tới khi được bạc, rồi đến xứ Hoài An làm con của quan chỉ huy, từ trước đến sau thuật lại đầy đủ. Quan Bộ Lang hỏi rằng: nếu vậy thì hình tướng của người ta cũng có lúc dời đổi hay sao? Ông thượng bửu nói: ngài không nhớ trong sách tướng có câu rằng: hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh, hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt đó hay sao? Nghĩa là lòng tốt tướng xấu thì tướng theo lòng tốt mà hiện ra, còn tướng tốt lòng xấu thì tướng theo lòng xấu mà tiêu mất. Khi ấy Quan Bộ Lang liền dắt Trịnh Hưng Bang vào trong phòng, thay áo mão như cũ, rồi đồng ra uống trà nói chuyện với ông thượng bửu. Sau Trịnh Hưng Bang làm đến chức đại tướng quân, có vợ sinh con đẻ cháu, nối dòng họ Trịnh làm quan võ. Đó là tích người có lòng lành đổi tướng bần cùng thành tướng phú quý. Cái điều lành ấy là thấy của không tham, cứu người khỏi chết mà được phước báo như vậy. Câu chuyện tha thứ. Trên đường đi Tokyo, kiếm sĩ Tama gặp một vị sư già mình hạt sương mai, khuôn mặt xanh gầy nhưng luôn luôn tươi cười. Sau mấy ngày đồng hành, họ trở nên thân thiết. Đạo sĩ cho biết đã nhiều năm đi khắp nước Nhật khuyến hóa, dành dụm được 200 lạng vàng để trong cái vị vải này, nay đi Tokyo tìm thợ lành nghề về làm chùa. Ban đầu Tama cố xua đuổi những ý nghĩ bất chính, lần hồi lòng tham làm mờ lý trí. Ta đã hơn 40 tuổi, kiếm sĩ đến tuổi này bắt đầu trở về già, vô dụng,
suốt một đời vào sinh ra tử mà vẫn nghèo khổ. Với số vàng kết xù này, chắc chắn ta sẽ được nếm mùi sung sướng. Đạo sĩ đi bên cạnh một tay anh hùng, cho rằng mình đã gặp một hộ pháp đắc lực nên yên tâm, tay mang vàng mà đi, không lo ngại chi cả. Đường đi bị gián đoạn bởi một eo biển, phải dùng thuyền mới qua được. Ta mai dìu nhà sư vào phía sau, một chỗ vắng khuất. Túi vải để ở giữa hai người, vờ trỏ một con cá nhảy lên khỏi mặt nước. Thừa lúc nhà sư nghiêng hẳn mình cúi xem, ta ma đẩy nhẹ một cái, nhà sư té xuống biển chìm nghỉm. Để thuyền đi một quãng thật xa, ta ma la lớn: "Ông bạn té xuống biển rồi, xin ngừng thuyền lại." Gió đang thổi mạnh, bùm căng đưa thuyền đi vùng vụt. Lái thuyền cố gắng neo thuyền lại, nhảy xuống nước tìm quanh, nhưng chẳng thấy dấu vết nhà sư. Đến Tokyo, Tama tự xưng là Tô Cự Bi, một nhà buôn gạo, thanh kiếm cất kỹ đáy rương. Ông buôn bán rất phát đạt, tậu nhà lấy vợ, có con vân vân, nhưng không sao quên được hình ảnh nhà sư. Một thấp thoáng buồn rầu cứ lãng vãng trên vầng trán. Ông nguyền rủa sự nghèo đói. Chính nghèo đói là động cơ làm bậy, tạo tội ác. Bao nhiêu năm trôi qua, một đêm, Tô Cự Bi dạo trong hoa viên, bỗng để ý đến một cây tùng. Hình như một bóng người mờ ảo, dần dần hiện rõ. Mồ hôi Tô Cự Bi vã ra như tắm, ông hốt hoảng hét lên: "Kìa, nhà sư, kìa nhà sư!" Đêm đến, Tô Cự Bi để thanh kiếm ở đầu giường, hễ thấy ma là cứ chém tới tấp. Cựu kiếm sĩ chém rất trúng, song cái thân như sương khói kia cứ tan lại tụ. Bóng ma cứ sáng lại muốn ôm choàng lấy người ông. Cuộc chiến đấu giữa người và ma cứ thế kéo dài suốt đêm. Cây tùng đã bị đốn, cửa phòng cứ tắt mặt trời là đóng chặt. Nhà cửa phú hoảng hốt lo sợ, đêm này sang đêm khác. Thế là phát bệnh nặng, thuốc men bao nhiêu cũng không thuyên giảm. Vợ con đi lễ Phật, lễ trời, cầu thần thánh khắp nơi. Nghe đồn của một vị hòa thượng đại đức, ai gặp khó khăn, ngài cũng hết lòng giúp đỡ. Vợ Tô Cự Bi vội vàng cung thỉnh. Vừa trông thấy ngài, Tô Cự Bi la quảng: "Đó, đó, nhà sư về báo thù, trời ơi, ai cứu tôi với?" Ông run cầm cập, vơ vội chăn mền, trùm đầu để trốn hình ảnh người đối diện. Hòa thượng yêu cầu gia quyến lui hết, ngài ở lại một mình, ngồi bên giường. "Phải, tôi là nhà sư, tôi chính là người đã bị ông xô xuống biển." Cái chăn trùm trên người Tô Cự Bi rung mạnh. "Nhưng này ta ma, tôi không phải là hồn quan, tôi còn sống. Hôm đó rơi xuống biển, tôi đã bơi thẳng vào bờ thoát chết. Vì tôi vốn giỏi bơi lặn từ nhỏ, chẳng biết ông ở đâu mà tìm, tôi lại đi khắp nơi khuyến hóa. Chùa đã làm xong, sự tình cờ đưa tôi đến đây. Có lẽ vì vợ con ông đã thành tâm cầu nguyện. Ông yên tâm, tôi là kẻ tu hành, tôi vâng lời Phật, tha thứ cho ông." Tô Cự Bi mở chăn lấm lét nhìn. Nhà sư đang mỉm cười nói với ông: "Ôi, nụ cười đầy khoan dung, hiền hòa." Ông khóc nấc lên, vùng dậy quỳ xuống: "Xin ngài tha tội cho con, chỉ vì con quá khốn khổ." "Phải,
nghèo khổ đẩy con người vào tội lỗi, nhưng biết sám hối tội sẽ nhẹ đi. Thưa, lương tâm con dài vò, con hối hận vô cùng. Phải rồi, nhà sư và cựu kiếm sĩ nói chuyện với nhau thân mật, y như năm xưa họ gặp nhau trên con đường đi đến Tokyo. Tôi cử bi khẩn khoản xin trả lại 200 lạng vàng và cúng thêm 200 lạng nữa. Tôi đã làm xong Phật sự rồi. Không nhận tức là chưa tha thứ cho tôi. Vậy tôi xin nhận để chia cho dân nghèo. Tôi xin cáo từ và gửi lại ông bạn một lời của Phật Tổ. Lấy quán báo quán, quán quán chặt chồng, lấy đức báo quán sẽ tiêu tan. Nhà phú thương Tô Cự Bi hết bệnh, tâm hồn thư thái, ông trở thành một con người rất nhân đức, cứu giúp những ai cần. Đối với người dưới, ông rất rộng lượng, đối với bạn buôn, ông rất khoan hòa. Bàn tay ông rất rộng rãi đối với tất cả người khốn nghèo. Ông dùng nửa đời về sau chuyên tâm để làm những việc lợi ích. Gặp ai ông cũng khuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Câu chuyện chim sâu và cò. Ngày xưa có một dòng sông rộng đến mức đứng bờ bên này không nhìn thấy bờ bên kia. Một con chim sâu và một con cò ngày nào cũng gặp nhau trên bờ sông. Chim sâu rất hay nhiều chuyện, luôn khoe mình đẹp, mình bay nhanh. Nó nghĩ mọi vật đều phải phục tài mình. Cò lặng lẽ nghe, chỉ nhẹ nhàng chế giễu bạn. Một hôm, chim sâu hứng lên thách cò. Chị có dám bay thi qua sông không? Cò trả lời, dám, nhưng liệu bạn có thể bay tới bờ sông bên kia được không? Chị đánh giá tôi thấp quá đó. Thực ra mà nói, chim sâu cũng không tự tin lắm và hơi sợ cuộc vượt sông này. Cô đề nghị chim sâu bay trước. Chim sâu bay vụt lên, nhanh như tia chớp. Cò thì bình tĩnh thong thả sải cánh to, bay theo bạn. Bay đến giữa sông, chim sâu mệt quá, nhìn quanh không thấy một cành cây nào để đậu nghỉ một chút. Nắng gay gắt và chim sâu thấy đầu óc quay cuồng mệt rũ, nó rơi xuống nước, chìm nghỉm rồi cố ngồi lên mặt nước. Cò thong thả bay tới hỏi, sao thế? Tôi không chịu được nữa, tôi van chị có thể cõng tôi trên cánh một chút được không? Chim sâu xấu hổ quá, cò đến cõng chim sâu nhẹ nhàng và cùng quay về bờ. Từ hôm đó, chim sâu hiểu ra rằng không bao giờ nên khoe khoang, nói khoác những điều mà mình chưa có trong tầm tay. Câu chuyện cháo đá cuội. Hai gã lười biếng hàng tuần đến làng xin ăn. Hôm đó, chúng gõ cửa một gia đình. Bà chủ nhà nói, các anh không may rồi, nhà chẳng có gì ăn. Chúng tôi chỉ muốn nấu nhờ ở bếp của bà. Chủ nhà bằng lòng, một gã đổ nước đầy nồi, rồi nhặt 10 hòn củi to ngoài sân, bỏ vào trong nồi. Bà chủ nhà ngạc nhiên hỏi, các anh nấu gì thế? Một gã trả lời, cháo đá cuội, món ăn đặc biệt cho bọn dân nghèo chúng tôi đấy. Bà chủ nhà tốt bụng chăm chú xem, gã lông bông giả vờ nấu. Lát sau gã nói, còn thiếu một cái bắp cải. Bà chủ nhà kêu lên, nếu chị có thế thì tôi có đây. Bà ra lấy mang vào một cái bắp cải to, gã lông bông lại nói tiếp, còn cần thêm vài củ khoai tây, vài củ cà rốt,
để củi tiết ra hết chất bổ. Bà chủ nhà tốt bụng lại đi lấy khoai tây và cà rốt đưa cho chúng. Gã lầm bầm nói, bao giờ chín chúng tôi sẽ mời bà nếm thử. Trong lúc đó, bà chủ nhà đi vắt sữa bò. Khi bà quay lại, hai gã lông bông đã húp hết nồi súp, chẳng để lại tí gì. Thậm chí, bọn chúng còn ăn cả số mỡ thổi mà bà để dành cho bữa chiều. Bà chủ nhà thầm nghĩ, hai thằng vô lại này lừa mình. Lát sau gặp hai đứa ở ngôi đền, bà hỏi, hai anh không nhìn thấy miếng mỡ thổi của tôi à? Không thấy. Vậy là con mèo đã ăn phải thổi mỡ tôi tẩm thuốc độc để bẫy chuột rồi. Bác vừa nói dứt lời thì hai thằng vô lại hốt hoảng ra sân thọc ngón tay vào cổ họng để nôn thóc nôn tháo ra hết số thức ăn đã nuốt.